2222. Hello, xin chào các bạn, xin chào mọi người.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với khung giờ học IELTS của IELTS Fake Shop. Các bạn nghe thấy mình không nhỉ? Anh em có nghe thấy Sơn nói gì không? Okay. Okay. Rồi hôm nay thì ở lớp ta không có anh Tada. nhưng mà hôm nay IELTS Crew cũng có ở đây. Và mình xin giới thiệu hôm nay một nhân vật đặc biệt, nhân vật khách mời của hôm nay và cũng là một thành viên của đại gia đình IFO, đó là anh. Mình là Kỳ ạ. Tuấn Kỳ. Vâng anh ạ, mình là Tuấn Kỳ. Vâng, bạn Sơn thì hình như hơi quên tên mình một tí, mình cũng không sao cả, mình thấy ok mà. Mình rất là vui khi được gặp các bạn trong cái lớp học ngày hôm nay. Đấy, phải nói là lúc nào thì tôi cũng theo dõi cái giờ học này và chúng ta đã có rất nhiều những điều lý thú đúng không nào? Đấy, nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ còn tiếp tục là những bài học tiếp theo nữa và cũng là có một cái thông báo đến với cả các bạn, đó là chúng ta sẽ có một cái lớp học nữa nhưng mà sẽ dành riêng cho các bạn gọi là tự tin hơn trong cái việc giao tiếp và thuyết trình đấy. Và lớp học của chúng tôi sẽ tên là Speak Out, cũng thuộc về hệ sinh thái của IFO. Và lớp học này là như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cũng ngay trong cái buổi học ngày hôm nay luôn nha các bạn nhé. Rồi, đó là về Speak Out, một chút về các lớp học về kỹ năng thuyết trình đúng không ạ? Đúng rồi. Phần này mình sẽ xin phép được sneak sau, sneak vào buổi thời gian sau của ngày hôm nay. Rồi và hôm nay chúng mình có gì ạ? Hôm nay chúng mình có gì? Thử thách đọc Q. Hi. Let's do this. Hôm nay các bạn có thể thấy trên màn hình này. Ok. Hôm nay thì các bạn có đoán được chủ đề là gì không ạ? Có liên quan tới đồ ăn, food. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua một chút về những cái từ vựng này, những cái từ vựng về chủ đề đói. Và tôi sẽ kiểm tra các bạn một chút về những cái từ vựng trong chủ đề này. Hôm trước chúng ta có học rồi đúng không? Chúng ta có học về các từ đồng nghĩa của ngon này, đúng không? Rồi, tiếp theo là một tập full. Tập full này nằm trong mùa 2 của 8 IELTS. Và khách mời là anh Thanh Hòa, là Masterchef Việt Nam. Đó, sau đó thì các bạn có thấy gương mặt này quen không ạ? Đây là host của chúng ta trong buổi trước, đó là bạn Bích Diệp. Bích Diệp. Bích Diệp thì từng là thí sinh Voice of the Week của chương trình này. Bạn ấy đạt 8.5 IELTS. Đó, và hôm nay chúng ta cùng xem lại hành trình của bạn ở trong chương trình IELTS Fake Shop nhé. Okay. Tiếp theo, đó là các bạn có nhìn thấy gương mặt quen thuộc được không ạ? Đúng rồi, đó là anh Tada. Đây sẽ là một thử thách from the challenge. Và thử thách này cũng vẫn là đang còn ready ở trên TikTok mà các bạn có thể tham gia. Và video cuối cùng của chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ về trong cái khung giờ inspiring ấy, thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của nữ ca sĩ nữ ca sĩ với bản hit Waka Waka Sakira vợ cũ của nữ ca sĩ Sakira sẽ có một bài chia sẻ về tầm quan trọng của giáo dục trong thời đại ngày nay là gì. Ok, thế thì bắt đầu thôi nhỉ? Bắt đầu thôi, đừng có trước khi bắt đầu các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi gì dành cho các admin ở đây không? Các bạn có thể hỏi nào xem nào. Chị Diệp đẹp quá ạ. Anh Tara đẹp trai. Waka waka ê ê. Waka ê ê waka waka ê ê. Ủa mà à. Rồi trước khi bắt đầu bài học thì chúng ta thường có một cái thủ tục gì các bạn có nhớ không? Đúng rồi, thì góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học lớp nào cũng thế, đâu giờ kiểm tra miệng rồi. Góc kiểm tra bài cũ. Chào em đi, chào Thúy nhá. Thúy có người yêu chưa? Comment ngay nhá. Admin hôm nay là ai? Rồi các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa? Admin hôm nay là mình, là Sơn Serious. Mình là Sơn Serious, là một thành viên của gia đình Office Shop. Và bạn đồng hành với mình ngày hôm nay là anh Tuấn Kỳ. Anh Tuấn Kỳ đây, các bạn có thể thấy anh Tuấn Kỳ. Anh là một MC và cũng là một thành viên của IELTS Fake Shop, và anh cũng đang phụ trách chính cái chương trình Speak Out. Vâng. Và cái phần này mình xin được phép chia sẻ sau. Vâng. Và mình bắt đầu bài của hôm nay nhé mọi người. Bắt đầu nào. Xin lỗi. Đây sẽ là mình muốn chia sẻ các bạn các cách để diễn. Thầy Tùng sẽ chia sẻ cho chúng ta những từ vựng này, những cái từ vựng liên quan tới chủ đề đồ ăn, food, và cụ thể hơn là những cái từ vựng để miêu tả cái mục đói. Đúng rồi. Ok. Cả từ đói, bởi vì là như các bạn biết gần đây mình có giảm cân. Nếu mà các bạn vẫn bảo mình béo nữa thì thôi giảm tiếp.
À, nhưng mà lúc mà giảm cân thì chắc là rất nhiều bạn biết là giảm cân thì nó rất là đói. Nhưng mà thời gian đầu thôi đúng không? Nhưng mà lúc mà mình đói nên là mình bắt đầu mình chợt ngậm ra đó là nghiệm ra đó là rất nhiều người không biết cách diễn đạt cái từ đói như thế nào, ngoài cái từ hungry thì còn diễn đạt theo như thế nào nữa, thì chúng hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn 50 sắc thái của đói, bởi vì nó có rất nhiều kiểu đói khác nhau. Thực ra đấy là một lời nói dối, không có đến 50 sắc thái đói, hôm nay mình dạy bạn 3 thôi, chưa nào. À, cái đầu tiên nhá, đó là nếu các bạn nói là kiểu hơi đói ấy, thì các bạn có thể nói từ này. Các bạn nhìn rõ không? Nhìn rõ không? À, cái từ này đọc là peckish, nó rất là dễ đọc thôi, các bạn nhớ là cái chữ SH ở cuối này nhá. Chữ SH ở cuối này nó là đọc chữ S nặng nhá, tức là không đọc là s mà đọc là sh. Ok, thì không phải đọc là peckish mà đọc là peckish. Ok. Đấy, I'm feeling peckish. Peckish có nghĩa là kiểu hơi lên cơn tí, hơi bắt đầu đói rồi. Nhưng mà không phải đói quá, nó không phải kiểu thử thách đọc Q. Hi, let's do this. 592,100 AstraZeneca COVID-19 vaccine doses arrived in Ho Chi Minh City, Tân Sơn Nhất International Airport on Friday morning, the 6th of August, per VNVC contract. The batch is the seventh of a 30 million dose contract between AstraZeneca and the Vietnam vaccine transfer company VNVC. With support from the Ministry of Health, according to the press release by AstraZeneca. Previous batches of Friday in Ho Chi Minh. Feeling peckish, let's get something to eat. Xong rồi bạn mình còn hỏi lại là mày nói cái gì cơ? Mình bảo là peckish. Mình phải tra từ điển Cambridge cho các bạn Mỹ. Mình bảo cái từ này có người biết, có người không. Đấy, cho nên là anh thì chắc là biết rất nhiều. Peckish, mình nhìn lại cái phát âm nhá. Đấy, đọc nào biết thế. Peckish. Okay. Mình chẳng biết peck đứng yên là gì. Anyway, cái từ thứ hai ấy, cái này chắc chắn là rất nhiều bạn muốn diễn đạt, đó là lên cơn vật. Lên cơn vật một cái gì đấy đúng không? Các bạn có thể nói là hungry for something, nhưng mà tất nhiên chúng ta là những người sành điệu, ai lại dùng những cái mà nó quá phổ thông như thế đúng không? Cho nên chúng ta phải dùng những cái gì nó sành điệu hơn. Ok, vậy thì hôm nay mình dạy các bạn một từ rất là dễ nhớ thôi. Ok, các bạn có thể nhìn thấy cách đầu tiên của nó, đó là từ craving. Ok, từ craving. Tất nhiên cái dạng nguyên thể của nó sẽ là crave. Crave, đừng cave nhé, crave, nghĩa là crave. Ok, các bạn nhớ phải có âm V ở cuối nhá. Không phải crave mà là crave. Ok, thế khi mà các bạn nói là các bạn crave cái gì đấy, thì tức là các bạn đang lên cơn vật cái đấy. Ví dụ như là mình thì không lên cơn vật cái này đâu, nhưng mà hồi đầu khi mà ăn kiêng là mình lên cơn vật cái này nhiều lắm. I'm craving bubble tea. Tôi rất là đang lên cơn vật trà sữa trân châu. Ok, còn cách nói thứ hai, đó là một biến thể của cái từ crave. Đó là danh từ của từ crave. Ok, đó là I am having a craving for sour food. Ok, tức là một cách thì nói là I crave cái này, cách thứ hai là kiểu I'm having a craving for cái đó. Được chưa? Anyway. Nếu mà các bạn đang have a craving for sour food thì các bạn nên đi kiểm tra nếu bạn là nữ. Ok. Còn cái cuối cùng nhá, cái cách cuối cùng ấy, đó là cách này kiểu đói vãi chưởng. Yeah, thì nó là cách này. I'm so hungry I can eat a horse. Ok. I'm so hungry I can eat a horse. Đây là một cái cách diễn đạt nó rất là phổ thông ở trong tiếng Anh, kiểu nói là trời ơi đói quá đi ăn cái gì đi ông ơi. Đấy, I'm so hungry I can eat a horse, đúng không? Vậy nếu mà muốn gây ấn tượng, nếu mà bạn đang đi ăn với cả người nước ngoài đúng không? Muốn thể hiện là anh cũng là công dân toàn cầu đấy, buổi trưa I'm so hungry I can eat a horse. Yên tâm, nó rất tự nhiên, nó không có gì nó kiểu cường đại quá đâu. Được chưa? Ok, không biết là các bạn cảm thấy thế nào khi vừa xem cái này, mình thấy rất là dễ nhớ, và đặc biệt ở cái từ craving ấy, không biết Sơn có để ý ở trong một bài, cái bài hát Hương của chị Văn Mai Hương hát ấy, cái gì nhỉ, mùi hương em nồng say một chút martini hòa cùng một chút armani, you will be craving for me, đúng không ạ? Oh. cái từ craving đấy là thực ra thì cũng phải dùng, vừa dùng để chỉ đói mà cũng vừa dùng để thả thính cũng được đấy ạ, hóa ra cũng là như thế đấy. Là ngày hôm nay thì hóa ra mình biết là tiếng Anh cũng có nhiều từ nó cũng đa nghĩa và thú vị và cũng đa năng phết đấy. Thế bây giờ tiếp theo là mình làm gì nhỉ Sơn nhỉ? Tiện đây thì mình xin phép được check bài cũ một chút này. Ok, bây giờ mình sẽ check bài cũ này. Mình vừa học về đói rồi đúng không ạ? Đói rồi. Mình vừa học về đói rồi. Thế bây giờ có bạn nào nhớ cái buổi hôm trước thầy Tùng dạy những cái từ nào về ngon không ạ? Đồng nghĩa với delicious.
Anh có biết từ nào? Có từ anh hiện tại anh mới chỉ biết mỗi boy delicious thôi, anh chưa biết từ gì cả. Nào có từ nào? Delicious. Để xem các bạn comment. Team mình có ai biết không ạ? Team mình có ai biết không nè? Xin giới thiệu với các bạn. Đây là chị Thúy. Chị Thúy đang phụ trách kênh TikTok của chương trình. Chị Thúy ơi, chị có biết từ nào đồng nghĩa với lại delicious không ạ? Scrumptious. Được, chị Thúy đâu rồi? Mouth watering. Tasty. Mouth watering. Tasty. Tasty. Appetizing. Appetizing. Mm. Scrumptious. Scrumptious. Yummy. Yeah. Delectable. Yes, yeah. Delectable. Đây là, đây là từ mà khi em dùng rất nhiều, đó là delectable. Thế các bạn có thể viết vào phần comment không ạ? Tôi sẽ check spelling. Nào, check nào. Quên. Bật lên. Để xem các bạn có nhớ không nhá. Mình sẽ đọc trong phần comment. Nào, xem nào. Scrummy, yummy, delight. Scrummy. Scrummy. Scrum. Có từ scrummy không ạ? Scrummy. Không có đúng không? Không có. Scrumptious với lại yummy thôi chứ. Yummy. Hình như là delight. Leo nhớ nhầm rồi. Có cả delight. Delight. Delightful. Đây là một lời khen nói chung chứ. Mouthwatering, ok. À, ông anh ở Bami Sai. Ok. Cái gì cơ? Leo chấp phạt nhá, Leo chấp phạt nhá. Leo viết sai chính tả này. Leo viết là scrummy. Ok. Hôm nay thầy Tùng đã đưa chúng ta một số từ vựng, một số cách diễn đạt liên quan đến cái việc diễn tả đói trong tiếng Anh đúng không? Thì chủ đề chính của chúng ta hôm nay sẽ là food, đồ ăn. Thì video tiếp theo sẽ là chắc chắn sẽ là về đồ ăn rồi. Ok. Là một khách mời làm trong lĩnh vực thực phẩm food và anh là master chef quán quân của World of Bếp Việt Nam. Mình không nhớ World of Bếp bởi vì đấy mình theo dõi anh ấy là lúc đó mình học cấp 2 cơ. 2014-15 gì đó mình không nhớ, nhưng mà lúc đó mình học cấp 2 rồi. Khách mời tiếp theo là anh Hòa. Here comes the second episode of IELTS Face Off. We will follow our charming host Phoebe Chen to the kitchen and face off the master chef Ngô Thanh Hoa. Coming up together with Kang V and her IELTS on the go journey. And be curious about who will be chosen as voice of this week. And of course, tons of tips to be shared, tons of cool things await. Are you excited for this episode? Yes, it will come right now. Who better to talk to me today than Mr. Ngô Thanh Hoa? Hi, Em. How are you? I'm good. So, Anh Hoa, tell me a bit about, you know, why did you choose to now be in the food business? It's a wonderful journey for me. In the past, I work with and I always dealing with the food business. But I think the deep inside me, which is
I love food, and I cooked when I was young. So when I have the opportunity to step out and, you know, kind of like get closer, then yes, let's go for it and let's try. Was your family ever against the fact that you wanted to switch your career? My mom, she's the person always support me. I mean, you know, everything I try to do, and my mom always encouraged me to do it. My dad is the opposite. My dad's own way, until now, he said, you know, you spend a lot of time to study in Australia, you got this master's degree, bachelor's degree, marketing, information system management, and now you be a chef. You go in the kitchen and cooking food. I also think that food it in itself is marketing. You know, good food is in itself marketing for either the cutlery or the ingredients or, you know, the person who makes the food. And definitely, like, for you to be able to create a dish with so many ingredients, it's a lot of management. Not many people can do that. I think so. Cooking is about the simple, you use the first ingredient to blending with the ingredient that you're familiar with, and you create a dish which you say, wow, that's your taste, and you want it that some other people will try to taste it and they say, okay, I like it, I would love to cook at home. Yeah. I think it's all about how you present and how you prepare, from raw meat and raw vegetable into the dish. This is an art. So when it comes to Vietnamese food, right? Yeah. You know, you're a person who cooks both Vietnamese, Western, and fusion. But do you think that you're more connected with a certain type of food culture? I will stick with the authentic. For the authentic Vietnamese cuisine food, we have something, and everywhere will be the same. Like we have cà kho, we have canh chua, we have rau xào. Yeah. So it to me, how to bring that to different level, that's a big difference. That's a huge task. I always use Vietnamese ingredients like fish sauce, soy, chili, garlic, blending with the technique. For example, let's say when I do pan fried fish, you know, we call cá chiên. And I think that if we do too much of that, then we remove the flavor of the fish. So we pan fry with the Western technique, yeah, to keep the fish flavor very moist. You know, when we enjoy the fish, when we had the fish, we can still enjoy the flavor of the fish. So what do you think is really the soul of Vietnamese food? You know what, it's a really hard question. Simple, but not easy at all. A soul Vietnamese food, I think it's just about the freshness, flavor. Our food on the table, always fresh. A lot of vegetable, the herb, very delicate. It's not like too powering. A lot of Asian food, you know, either really spicy, a lot of, you know, herb, you know. But our cuisine, it kind of in between. Absolutely. Yeah, and it's make the food is more interesting, you know, and we can easily blending. Yeah. Now, it reminds me of something that my mother used to say, because when I was growing up, when I was little, I didn't really like, you know, food that are too bland. So I would always say that, you know, Mom, why is this rau luộc, you know, boiled vegetable, like, it has no taste. And then she's like, you know, when you grow up and you learn to eat that, you're going to realize that how sweet is the vegetable is. And then you'll also be, your palate's going to be better. And I'm like, I don't really believe it. But then until today, like, I can distinguish, you know, why the ingredient is good and why the ingredient is fresh. And also because of that, I think, you know, I'm also now to distinguish, like, just plain water. Like, yeah, you know, different plain waters have different tastes as well. Mm. And that to me is also very interesting. To end this section, there's a couple of requests that we get sent, you know, to this show a lot. Okay. And people ask us, I am an aspiring chef. What should I do? Should I quit my school? Should I quit my job to go and become a chef? I think, you know what, we always should be thinking carefully. Don't make decision when you is emotion. You think, oh yeah, that person is great on the TV. Yes, I want to become a chef. I can cook better. No, don't. Take your time thinking, what should I do? If I can do this, can I go through this? Can I go through the difficulty of become a chef? Do I enjoy what I'm doing? Because when you enjoy what you're doing, and that would mean you make the right decision, okay? To me, the most important thing for a chef is the basic education. You need that basic knowledge to be able to build your career and to be able to learn something different in the future. Of course, a lot of young kids, you know, they have to drop out of school early because, you know, certain reason.
But then they will find difficulty. I have that experience with some team I work with. Some kids say, I don't know how to use the computer. I don't understand who are talking. I can't work with a foreigner chef. See, you lose that the opportunity. And some other kids, they have the opportunity because they can speak English. They know you have a computer. They have a basic knowledge. Then they can learn faster. So I always recommend, look, you gotta have that basic. Absolutely. So thanks a lot for your talk. And you know, I'd love to invite you to our next section, which is our IELTS challenge section. And in the IELTS challenge, we're going to get to see a lot more of, you know, your chef skills and also some of your chef knowledge. And of course, to also teach some of our audience very, very good vocabulary to use in your IELTS exam or in your English speaking. So next up is the IELTS challenge. We're up for the next IELTS challenge, and this is a onion cutting challenge. We've got to dice the onions into small little pieces, but I'm going to have it a little bit easier because I won't need to name the 20 dishes, whereas you will need to name 20 dishes that require onions. And we all have 3 minutes to dice completely these three onions. 3 minutes. Well, okay, right, okay. Shall we do this? This is the knife that I picked out from my house. Yeah. It hasn't been used for 1 year, so hopefully it still works. I mean, you haven't cooked for a long, long time. Oh no, because I could actually use another knife. All right. Yeah. All right, so all ready? Right. Yes. Get set, go. Meet me first. Stir-fried beef, chicken salad, what else? Nhân tiện đây về chủ đề đồ ăn này thì mình xin check các bạn một chút nhé. Là từ ẩm thực là gì và phát âm như thế nào? Bởi vì từ này mình thấy các bạn như thường sẽ có rất nhiều bạn phát âm bị nhầm phát âm ấy. Đó, nên là các bạn thử viết từ này và cùng phát âm nhé. 4, yes, thank you. Okay, bánh canh, chả cá lá vọng. Oh yes. We have canh chua, cá kho. Pasta. Pasta, yes. Onion soup, French onion soup. Pizza. Pizza, yes. Onion ring. Mì quảng. How many we have already? 13 already? 12. Oh, 1 minute left. That's a multitask, it's not easy, huh? What else do we have? Mì thịt nướng, chả giò, cơm chiên. Oh, I think 3 minutes is not enough. 4 left, we have curry. Japanese food. I got almost 2. What? No, but that you kind of count it too, right? You have like this at least. Like, you see? If you, like the first day if you come to work in the kitchen and the head chef would say, look, Phoebe, I think you need to go back to school and learn how to job properly. Yeah. But that's okay. Because you are not a chef, so that's all right. All right, so what's the result for challenge this time? I think you won. And I think this is one of the things where, you know, speed is not as important as technique. Yeah. Before we end your section, before we say goodbye to you, can you maybe share with us in the audience, if you were to describe yourself and your life in one spice, what spice will that be? Ginger. Ginger. Càng già càng cay. But I love ginger because I think my life, my journey went through, it's like a ginger, you know. Up and down, you know, got bitter with like, something we didn't get through. But ginger is always have a bit spice, but it's a very fine flavor. And when you cook the food with ginger, always bring up the flavor, it's just beautiful. With the sweet dish or the hot dish or cold dish, ginger gives you such a good hint. I love ginger. That's great. Well, it's so great to speak to you today. And yeah. I have to go back to the studio right now. Thank you. All right, we're going to continue to the next section, which is our talk with the British Council expert. Next on IELTS Face Off, we will get back to the main studio with Phoebe and Face Off Oliver Holmes, IELTS experts from British Council. Khánh Vy was sat her next stop of IELTS On The Go journey at Leon Vong High School for Gifted. See how well the students here face off with English and the IELTS exam. We will find out right now. Hey guys, welcome back to the studio, and we're here with Oliver Holmes, who's going to be sharing with us a couple of tips to ace our IELTS exam. So welcome again. Thank you. It's good to be back again. Yeah, it's great to see you as well. Now, the topic today is on food.
Food is something that we're so familiar with, that we all love, right? So are you a food addict? Do you love food? I love food. I hope I'm not an addict. being addicted to anything is obviously bad. But yeah, I love food. I would say I'm a bit of a foodie. Meat, veggies, carbs, fats, milk, take your pick. Which one I love the most? I think all humans are programmed to love fat. I think the one that is evil and should be destroyed in our diet is sugar now, which I think is a bit of a secret hidden enemy in things like soft drinks. Maybe I'm wrong. So interesting, and I'd love to discuss more with you on this later on. But I think now our students are waiting for us, and they're waiting right now at Lê Hồng Phong High School. So Khánh Vy, you're at IELTS on the go at Lê Hồng Phong. Take it away. Khánh Vy, and I'm currently here in Lê Hồng Phong High School for the Gifted, and which is formerly known as Peruski High School. For those who don't know, Peruski was a guy who could speak a lot of languages, and one of his ways to learn languages was to speak to his friends as much as possible. And I'm here with a group of cutie friends, and I believe that I could learn a lot from them through this talk today. Come over, pretty friends. Yes? Hi! Okay, let me introduce to you my cute friends, smart, talented. This is Anh Hân, this is Thuy Vy, and this is Minku. Say hi to all audiences. Hi. Let's talk about IELTS, because I know that you guys are really good at English. So have any one of you here have taken part in IELTS exam? Yes, me. Last year on October 2016, I sat our test and fortunately I got Ben 8. Ben 8? Yes. Amazing. Have you ever taken the IELTS? We are currently taking the preparation for it. Oh yeah, so I think he should be your role model. So like among the four skills, which one is the most difficult for you and why? Yeah, I think that like other people, undoubtedly writing is the most difficult skills because you have to have really strong arguments and you have to support the argument in a very good way so that you can get high scores. Okay. So which skill in IELTS do you think the most difficult to you? Well, to me, of course, writing is the most difficult part for me and I have to work a lot on it. Mm-hmm. What about you, Minku? And the same for me. I just struggle a lot with writing. I cannot brainstorm the arguments to say what to say in the essays. Well, speaking of brainstorming, what advice can you give to them? When I prepare for my test last year, I have a notebook. I'm gonna take an example for education topic. I will list out some useful vocabulary as well as ideas so that when I practice writing at home, I look at my notebook. So gradually I get myself familiar with that ideas, and in a test room I can write immediately after I read the question. How can you have the patience to keep up with every vocabulary you need in one category in your life? I think one of the most important key elements in learning IELTS is being patient. Patient with yourself and patient with the difficulties you have to overcome with. And do you know that one of the greatest things I bring you today is that one of you here will have a chance to take part in a real-time speaking test in the show. And you guys will have a comments directly from the studios from IELTS expert from British Council. Okay. Are you excited? Yes. Yes, definitely. So one of you will be the chosen. Since I took the test already, so I'm gonna make this chance for you too. Yes. Well, I guess it's gonna be Poe. Why? She's one of my best friends and she's really good in English, and I want to give the chance to her. And so will we, say something to our little cutie candidate here? Okay, good luck and keep your hat. Good luck. High five. I believe you can do it. Fighting. And she's super excited to start. So are you ready for IELTS Face Off? I'm totally ready. Next on IELTS Face Off, Minku has been chosen as Voice of the Week. Will she be confident enough to face off this challenge of the real-time speaking test? Let's see. And also, job tips focusing on how to generate ideas in speaking tests.
will be ready to be shared with you. All the good things await right up next on IELTS Face Off. Hi, my name's Oliver Holmes. Can you tell me your full name, please? My name is Minh Thu. Okay, let's start by talking about your free time. What do you enjoy doing in your free time? Well, in my spare time, I like to read books a lot. Why do you like doing those activities? I find that reading books and diving into these fictional characters and fictional world, I can finally, you know, hide myself for a while from the reality and, you know, be very entertained. So I really enjoy reading books. Okay, we're going to move on to part two, and I'm going to give you a topic. I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Here's the topic. I'd like you to describe a dish that you like. So Vietnamese cuisine is adored by many peoples around the world, and pho and banh mi are two of the most iconic dishes in our food culture. However, I really want to introduce to everyone out there a dish that is very tasty yet underrated in our food cuisine, and that is the gọi cuốn. And to make these dishes rather easy, what you need as ingredients are rice noodles, rice paper, shrimps, pork side, lettuce, and other herbs if you want. And first, you want to boil both of these shrimps and pork side first. And then where they are cooked, you take them out and let them cool down. Once they are cooled down, you want to peel the skins of the shrimp off the shrimps, and the meat needs to be cut into thin slices. And then you just do the wrapping of, you want to spray a little bit of water onto the rice paper to soften it. And essentially you just put every other ingredients on top of the sheet of rice paper. And then you wrap everything up with rolling motions. And Vietnamese people usually enjoy this dish by dipping this rolls into a special sauce that is made from soybeans. And as for popularity, I would say that the Vietnamese really love the gọi cuốn because it's fresh and light. However, I would say that the foreigner are definitely missing out on this amazing dish. So I really hope that in the future, it will be noticed more, and you know, people from abroad can give it a try for yourself. Thank you very much. Now, I'm going to ask you a few questions related to the previous topic. Let's first of all talk about healthy and unhealthy foods. Do you think people in Vietnam are knowledgeable generally about healthy and unhealthy foods? Well, people nowadays are having access to media like television and newspaper, and they are also given the education from school or workplace. I would say that Vietnamese are generally are able to distinguish between what food will do good to their health and what food will not. Thank you very much. That's the end of your face-off test. Thank you very much. Wow. She should be coming out now. Yeah. Hello. How was the test? I guess it was okay, I guess. Are you curious about what will the experts say about your performance? I mean, like, I want to, you know, get to know what I did good and what, and you know, I didn't perform well in the rooms. So I'm curious, I'm really curious. Okay, so just check it out. What do you think about Tu's performance? I thought that her fluency was generally good. She kept on speaking at all points, and her lexical resource was great. In terms of her grammar, she used a really great range of grammar. There were some very occasional mistakes with things like articles. She talked about the foreigners, the education, and we just want to hear foreigners, education. And pronunciation was generally great. I just heard one really typical pronunciation error that happens a lot in Vietnam, and that is nowzaday instead of nowadays. It's a very common mistake, but please stop making it. Nowzaday. Nowzaday, yes. Nowadays. But overall,
Absolutely great. Congratulations, Ming Thu, you are the best. You are so amazing. See, a lot of positive evaluation from expert. We're proud of you. Flowers. Thank you. Wish you the best in the real IELTS exam in the future. Okay. Yes. Thank you. And guys, I'm so glad to have a chance to meet a lot of my friends. They are so talented, they're smart, and always they stay humble and always try for something better, something bigger. So, who will be the next on my IELTS on the go journey? Are you excited? So don't forget to watch the next episode. And now, back to the stage. Now let's move on to something that I think a lot of Vietnamese students struggle with. The majority of the students are very worried about generating ideas. Mm-hmm. And we're going to talk about generating ideas in the tip section today. So guys, before I talk further to Oliver, let's take a look at a short clip on the tips, and tips section. Let's see what you have to learn this time. Don't just give information, discuss information. There are four main ways to generate ideas. Example, benefits, popularity, discuss the opposite. When stuck, talk about the past. When I was small, when I was a child, in my childhood, I used four phrases to start. Generating and developing an idea, what are some of the tips you have? What I recommend people do is think about every single idea in terms of several different aspects. For example, don't just think about the individual, but think about how something affects communities, countries, and the whole global environment. Or perhaps talk about the mental aspects of something, the physical aspects, and the social aspects. Mm-hmm. For example, in terms of talking about food, we might talk about obesity, and then we might talk about the physical effects and problems caused by obesity, the mental effects caused by perhaps depression or anxiety, and perhaps the social effects, people becoming antisocial or less willing to take part in things like sporting activities. So I think basically thinking about things in terms of lots of different aspects. Yeah. So, do you think it's wise for people to kind of segment how they think? Do you think that it's a structured way to kind of brainstorm? Yeah, absolutely. I think it's really more about what you, the way that you say it, rather than what you actually say. Actually, interestingly, I was looking at the University of Oxford interview process recently, and one of their questions was, if we give you three substances, A, B, and C, which of those substances will be most soluble in water? And unless you're a chemist, you might not know an effective way of doing that. But simply by organizing your thoughts and arranging your ideas and talking about how one method might work and then finding a problem with it and then moving on to another method and discussing that one, talking about the benefits or the drawbacks of that idea, and doing this in a kind of structured way and showing that you're working through all these different processes is what Oxford and Cambridge, I think, are both looking for. Which are the topics that you think people should definitely prepare for in the IELTS exam? Well, all questions can be put into four basic categories: people, places, occasions, things. So I would definitely work on my grammatical structures related to those things. If I was talking about a thing, I'd practice using a thing which does something, a thing which I bought in a place near where I grew up, a person who, and so on. And I would just practice talking about each of those topics. So, yeah, practice relating your ideas to people, places, things, and occasions. That's very helpful, very helpful. Guys, I think, you know, that's a very, very important tip. If I were you, I would definitely jot those
4 categories down and really brainstorm as to which are the tiny minor categories within those big categories. Thank you so much, Oliver, for coming by. Yeah, thank you. Guys, I hope you really learned some tips with regards to food as a topic, and also, you know, with regards to coming up with new ideas and really developing that idea. As always, we have so many more resources for you available online. Go onto our webpage, go onto our YouTube, go onto our Facebook, and really just interact with us. There's a lot of free resources there. The tips are all there. You know, a summary of all of these episodes are all there. So make full use of it. All right, thanks so much, Oliver. Thank you. Nowadays, we've seen so many foodies appearing on Instagram, appearing on Facebook, having food blogs of their own. But food is really something I consider super intimate. And, you know, we eat it every day, we come into contact with it every day, and we're all so familiar. We need it to survive. But talking about food, to make food really an interesting topic, that's something that's going to be my challenge to you to also practice and learn. And I hope that food has inspired you today. And of course, I hope that you're all super healthy so that we can work hard and we can really just succeed together. All right, that's it for me this time. Join me again, as always, on IELTS Face Off. I'll see you again. Ciao, ciao, ciao. Oh, so tired. Oh, thank you. Ooh, look at this. Thank you. Wow, this is an amazing treat. Look at this. Okay, so this is literally cream. It's cream, but it is actually fat. Okay, but it's actually carbohydrates. But in order for you to make carbohydrates super, super fluffy and moist, you need the fat. Delicious. I don't really care, actually, about the fats, proteins, and carbohydrate concentration. All I care about is food is great, gives me energy, and this is something that's good to indulge once in a while. So I'm gonna go indulge now. Hope you guys have a good meal. Ok, và vừa rồi thì các bạn đã đến với một tập full về chủ đề đồ ăn, đúng không? Chủ đề food, cùng với anh Thanh Hòa và chị Phoebe. Đúng rồi. Tiếp theo đó thì chúng ta đã đi với hành trình on the go. Hành trình on the go đi đến với trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Và lý do mà mình bật lại cái tập đó ấy là bởi vì là bạn Minh Thư là cái bạn test taker, đúng không? Là các bạn tham gia vào cái mock test. Thì lý do mình bật lại cái bài đó bởi vì là chúng ta học được rất là nhiều thứ từ đó. Như chúng ta biết ấy, thì trong bài IELTS Speaking thì có 4 tiêu chí chính để chấm điểm. Đó là lexical resources, grammatical notes. Coherence and fluency, đúng không? Và cái cuối cùng là pronunciation. Đúng rồi. Và theo như mình thấy ấy, và giám khảo, cái thầy expert cũng đã thấy được rằng là bài bạn này có 2 cái điểm mạnh chính ấy, là fluency và pronunciation. Pronunciation của bạn rất là tốt. Mình chỉ có để ý một cái lỗi nhỏ thôi mà thầy cũng phát hiện ra, đó là cái từ sai từ nowadays. Đúng ra phải là nowadays. Nhưng bạn ấy đọc là nowadays. Đó là cái lỗi phát âm khá là phổ biến với những người Việt học tiếng Anh ấy, thường là các bạn thường thêm âm vào trong, thêm lung tung thì cũng thêm... là do là vùng miền, thói quen do thói quen học, với cả cái cách mà các bạn ý kiểu chưa được nghe nhiều chẳng hạn, thì cũng có một cái lý do như vậy. Và rất nhiều từ khác mình phải học, đúng không nào? Đấy, và một trong những cái đã chia sẻ thật với cả mọi người trong cuộc thi IELTS thì một trong phần ác mộng của mình để listening không phải là vì là nó quá khó, mà là thỉnh thoảng mình sẽ bị miss. Và nó sẽ kiểu, nó sẽ khiến cho mình rất, có một số chi tiết sẽ làm mình rất là confused, đúng không nào? Rất là làm cho mình bị rối. Khi mà nghe thì anh thường có cái tip nào để mà keep track được không? Kiểu theo dõi được, follow theo cái audio thì anh thường làm như thế nào?
thì có thể là bắt vào một cái từ nào đấy trước, bắt từ keyword, có thể bắt một cái keyword gì đấy, và mình sẽ phải đôi khi mình còn phải suy luận nữa cơ, mình suy luận và đoán từ nữa, tức là phải mình phải đoán trước cái bài đấy. Và ngay bây giờ chắc là mình sẽ có một cái bài test nho nhỏ nha, để xem như nào. Và đây là cái bài test này thì nó đến từ một bộ phim, nó là một cái cuộc trò chuyện, nó cũng sẽ khá là đơn giản thôi đúng không nào, và sẽ khá là quen thuộc với các bạn nếu các bạn đã xem phim này rồi. Tuy nhiên mà để ra thì cũng không đơn giản lắm. Thực ra thì nếu như mà đã xem phim rồi nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ bị miss vài từ thôi, kể cả xem mấy lần. Ở vì em thấy bài này là có tốc độ nói nhanh, nhanh hơn với bài thi IELTS thứ nhất này. Và cái thứ hai là accent, cái accent này là accent British. Đúng rồi, British. Là British, rất thì khó. Thường nhiều bạn không quen được với cái accent này thấy nó rất là khó, nhưng mà bạn nào mà quen ấy thì thấy cái accent này rất là sexy. Đúng rồi. Và nghe rất là đã tai. Và nhìn nó rất là, nghe rất là kiểu luxury, nghe đúng nó rồi. rất là sang. Các bạn đã chuẩn bị giấy bút chưa? Chuẩn bị giấy bút cho các bạn ơi. Các bạn chuẩn bị giấy bút chưa? Để mình check. Các bạn chuẩn bị rồi thì comment ở phần box chat của mình nhá. Rồi chúng ta chuẩn bị làm bài này. Bài này cũng đã có trên iPhone Instagram rồi, nhưng hôm nay mình sẽ cho các bạn làm lại để thử xem cái phản xạ nghe của các bạn như thế nào. Bây giờ thêm một điều nữa, đừng có cheating nhé, đừng có lên Instagram check đáp án nhé. Anh em ở đây chơi xanh chín chứ anh em không chơi cheat đâu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa các bạn ơi? Sẵn sàng chưa thì comment nhé. Comment cho mình add Scottish. Ủa ôi, giọng đấy khó lắm. À, giọng đấy nghe nó còn khó, đừng nói chuyện nói lại. Có một lần anh nghe một cái buộc phỏng vấn của ông Trăn Kiều, cũng là Scottish, và anh thuật là cái từ duy nhất anh nghe được đấy là từ sheep. Okay. Cái từ duy nhất anh nghe được là từ sheep, chứ anh không thể nào nghe được cái từ khác. Không biết là không nhầm sang từ khác mà đúng. With adding sound t. Rồi các bạn sẵn sàng rồi đúng không? Các sẵn sàng chưa? À, giấy bút sẵn sàng nhá, mình chuẩn bị làm này. Này tắt ngay Instagram này nhá, anh bật Instagram tôi biết đấy. Okay. Rồi, mình bắt đầu làm nhá, các bạn chuẩn bị nhá. 3, 2, 1. I don't want to break up. I know people have hurt you and you feel like I'd be better off without you, but I need you to know that my life is way better because I met you. You don't have to say that. I do. And I'll keep on saying it until you believe me. I don't care about getting into fights or pissing off my mates or anything like that. It's all worth it to be with you. I mean, you are the kindest, most thoughtful and caring and an amazing person in the whole world. And if you really want to break up, then I would respect your decision, but I want us to be together. Các bạn có nghe rõ không? Nãy anh thấy có một số bạn kêu là cho to lên, các bạn có nghe rõ không? Các bạn có nghe rõ không chị Thúy? Các bạn có muốn nghe lại lần hai không ạ? Rất là ưu tiên như quá các bạn nhé. Đúng rồi, là phải nghe. Do tiếng của mọi người khác nhau. Có thể là tiếng của mỗi người khác nhau đấy. Các bạn có thể check lại cái volume của cái thiết bị đang xem livestream nhé. Ừ. Còn chắc bây giờ mình bật lại thêm một lần nữa đi về đề phòng. Đi thi IELTS chỉ có một lần thôi đấy. Đi thi IELTS một lần thôi, hôm nay bọn tôi ưu tiên đấy. Hôm nay là nhân một cái buổi chủ nhật là nhẹ nhàng, hôm nay mình học nhẹ nhàng thôi. Rồi, thế các bạn sẵn sàng để mình nghe lần thứ hai nhá. Nào, SS một câu SS nào. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, let's break up. I know people have hurt you and you feel like I'd be better off without you, but I need you to know that my life is way better because I met you. You don't have to say that. I do. And I'll keep on saying it until you believe me. I don't care about getting into fights or pissing off my mates or anything like that. It's all worth it to be with you. I mean, you are the kindest, most thoughtful and caring and an amazing person in the whole world. And if you really want to break up, then I would respect your decision, but I want us to be together. Anh Kỳ có thấy bài này khó không? Em thấy khó. Anh miss ba từ. Ba từ. Anh miss ba, anh phải đoán, anh đoán ra. Đoán nhá. Đoán không biết có đoán, anh thử nhá, thử này. Ngồi nghe lại xong rồi mình đoán thử nhá. Nghe lại. Các bạn comment đáp án ở dưới trong phần comment nhá. Mình comment nhá, mình comment nào. Thử nghe lại nào. Bật cả tiếng ở đây không, xem. Không có tiếng ở đây. Không có tiếng ở đây sao nghe được? Anh nghe được cái, anh chắc chắn đúng cái từ better off, vì cái từ đây anh thấy nghe rõ ràng nhất. Từ nào? Better off ở số 1 ấy. I'll be better off, vì là anh nghe từ đấy rất là nhiều ở trên phim, anh nghe được đúng từ đấy. Thế à? Thứ hai thì anh đoán là hình như là bạn nói về
fight đúng không? Hình như là fight đúng không? Có đúng không? Câu đầu tiên đó nào. Câu đầu tiên có bạn nào comment đáp án không? Con nào comment đáp án là gì nhỉ? Better off, mình được anh ra chicken là better off. Câu đầu tiên à? Easy, better. Anh nghĩ là better off, anh cho là better off, có một từ off nữa. Rất tiếc Lê Trung Thành, Thu Huyên thiếu mất rồi, các bạn thiếu mất một từ rồi. Đinh Chi cũng thiếu này. Thực ra thì đây là một cái bẫy, đây là một bẫy. Cái bẫy. Đúng, cái từ off được phát âm rất là nhẹ, kiểu better off, kiểu. Với có một cái lừa nữa là khi đi thi IELTS ấy, thì trong đề các bạn bài nghe thì các bạn thường không phải thường mà chắc chắn là sẽ được chỉ định là điền ví dụ chữ trống này điền một từ hoặc một số từ, nhưng đề này không ghi gì không cả. Ghi đúng không? Đúng rồi đó đấy. Thì có thể các bạn sẽ bị miss một số từ, đấy là cái bẫy rất là lớn, và anh em nhớ chú ý là hãy đọc kỹ, là hãy xem là có chữ s ở trong chữ words không nhé, kiểu thứ nhất là các bạn có thể miss cái adding sound này s hoặc là ed. Cái thứ hai ấy, là có thể nó là một cụm từ, một cụm động từ, thêm một điều đây là giọng có thể miss bởi vì nó cái bài này nói khá nhanh. Cái bài nói khá là nhanh, còn là giọng British nữa, và có lẽ là cũng buổi xem phim nhiều. Có bạn nào trả lời đúng cho chị Thúy? Không. Chưa không ai trả lời. Ok, bắt đầu thứ hai này. Thứ hai nghe. Câu 1 là... Better off. Better off. Để mình sẽ ghi đáp án ở trên này nhé. Better off. Rồi, ok. Thứ hai nào, bây giờ mình nghe tiếp câu thứ hai xem là gì nhé. Anh đã đoán là fight rồi. Chữ hơi khó nhìn nhỉ? Màu này hơi khó nhìn. Tăng cái viền ở ngoài được không? Tăng cái... Đây, câu thứ nhất là đáp án là better off. Không bạn nào trả lời đúng à? Tiếp. Okay, thế, đấy các bạn lưu ý nhá. Khi nghe thì các bạn từng catch, từng catch những cái keyword đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mình có một cái mẹo khi mà làm bài ấy, thì là thường mình thường... ngoài cái việc là mình phải catch những cái keyword ra thì... mình nghe tới đầu ấy thì mình thường đánh một cái dấu switch lên đấy. Có nghĩa là ví dụ hết dòng 1 này thì mình đánh một dấu switch sau, ở đằng sau ở sau câu một cái. Thì có nghĩa là cái mindset cái đầu mình ấy sẽ tự process là mình đã đến xong câu 1 rồi. Xong dòng đầu tiên rồi mình sẽ sang câu thứ 2. Đó, thì đó là một cái tip, cái mẹo mà mình thường dùng để khi làm bài IELTS listening. Cái đấy mẹo rất là hay, anh ấy dùng, anh nhớ sẽ dùng. Rồi tiếp theo thì đấy, thì phải nói rằng đây là một cái bài, nếu như mà so với đề IELTS thì vẫn khá là dễ, nó chỉ khó hơn một chút về tốc độ thôi. Đúng rồi. Nó chỉ khó một chút, còn về cơ bản so với cả đấy thì IELTS vẫn là rất là dễ. Vì cơ bản thì đây cũng là một daily conversation ấy. Một daily conversation, nó cũng không là cái gì cả, nó cũng không có cái gì. Đó, tiếp là số 2 được chưa nào? Số 2 ạ. I do and I'll keep on get saying it until fight. It will delete me. I don't care about getting into a fight. Fighter hay into? Anh là fight, còn em là gì? Em nghĩ là fight. Fight thêm s. Anh là không thêm s. Em nghĩ nếu mà không thêm s thì mình phải có một cái mạo từ đằng trước. Nhỉ. Ok rồi, check đáp án đi xem nào. Check đáp án các bạn xem nào, các bạn ra gì nào. Mình xin đáp án câu số 2 với ạ. Được, các bạn cho mình xin bây giờ cho các bạn comment trước đi, bây giờ anh em mình phải cho các bạn không. Tôi đã thấy có bạn trả lời đúng rồi này. Leo Fight. Leo Fight. Mọi người đều là Fight. Đinh Chi Fight. Có SC không? Có SC không? Bao nhiêu bạn có SC? Phan Hà. Phan Hà thiếu ending sound rồi nhá. Nếu như bạn nào là Fight, viết đáp án lên đi em. Phải là Fight, tức là có SC ở đằng sau thì mới là đáp án đúng nha. Vừa rồi mình cũng nghe nhầm. Mà nói thêm mình nghe lại, mình thấy hóa ra là thế thật. Đấy. Câu và ngay rồi. Đằng sau là một cái từ mà có thể là nhiều bạn miss. Vì là cũng là một cái bẫy giống như ở câu 1 thôi. Câu thật là bẫy ở không chỉ là ở ending side là mạng từ như câu thứ 2 mà cái câu thứ 3 này nó còn liền kề với câu thứ 2 ấy. Đúng thì rồi, có thể liền kề. Khi mà các bạn catch với câu thứ 2 thì các bạn miss luôn câu thứ 3 ấy. Đúng rồi, bởi có vì thể tai không kịp process ấy. Với cả đây cũng là một cái từ mà thứ nữa không gọi là một cái từ gọi là sao nhỉ, gọi là slang. Có thể là một từ là slang. Maybe. Có thể là một từ slang. Đấy. Không biết là các bạn ra có đúng không, mình ra là pissing off tức là kiểu lên cơn giận đúng không? Pissing off, lên cơn giận. Mình đoán nhá, trước khi làm bài ấy, thì mình trong cái thời gian chuẩn bị ấy, cái thời gian chuẩn bị trước khi làm bài ấy, thì mình cũng thường nốt lại hoặc là highlight cái keyword này hoặc là đoán đáp án ấy. Đúng ví dụ rồi nhá, đây là có liên từ or này thì thường ấy, or thì thường về trước và về sau sẽ là nó cùng một dạng từ đúng không? Ví dụ, cùng một dạng từ. Danh từ or danh từ này, hoặc là tính từ or tính từ, hoặc là verb cũng thế, dạng của động từ cũng thế, mình có thể đoán được. Thì cái chữ O này, câu 3 thì mình thấy là nó có thể cùng dạng với lại đáp án số 2. Hoặc là cùng dạng với cái động từ ở đằng trước. Getting into.
đúng không ạ? Đúng rồi, như thế. Rồi, để xem nào. Anh tung ra một đáp án của cá nhân anh là pissing off. Pissing off, tức là kiểu giận. Xem có đúng không? Đáp án có đúng không? Đáp án là gì ạ? Xem nào. Nhưng để xem các bạn có đáp án có đáp án là gì. Các bạn comment nào số 3 chưa? Kissing hoặc là kissing. Kissing, anh là pissing off. Pissing tức là kiểu piss là... Kissing hoặc là hay là kicking. À, trên quang trường câu trả lời là kissing. Kicking. Thực ra là nếu như mình suy luận một chút nhé, trước là fight rồi đúng không ạ? Catching. Phan Hà có đáp án là catching. Nếu như mà có một cái suy luận này, sao là anh có thể đoán là như thế. Tức là nếu như mà câu trước là fight rồi thì không thể nào đằng sau là kissing được. Anh nghĩ là như thế. Vì là kiểu nó cũng là một cái gì ấy, chỉ một sự cái, tiêu cực. Đúng rồi, nó về cái sắc thái nghĩa. Là sắc thái nghĩa nó không đúng. Đấy. Cho nên là có anh đoán. Nào nhỉ? Leo là kicking off à? Kicking off. Kick off là nghe giống trong bóng đá nhỉ? Giống như kiểu như là vòng loại. Vòng loại. Chiến đấu trong vòng loại. Fight. Rồi, mình xem đáp án nhé. Ok, check đáp án xem nào. Đáp án là... pissing off. Oh. Đó thì cái này nó cùng dạng với lại getting into này. Hôm nay là tôi thấy được hai cái bẫy ở trong này, đó là 1 và 3. Không biết là câu số 5 có bẫy nữa không? Các bạn thử comment tại sao các bạn lại tại nhầm sao câu lại này. Nhầm câu này được nhỉ? Vì là có thể là bởi vì mình thấy nhiều bạn nhầm sang từ kicking. Sao nhầm sang kicking cũng hơi kick. Khó vì là cái chữ cứ cái âm nó rất là dễ ấy mà, nó rất là dễ nghe. Là nó quá khác với nó rất là khác. Thật ra hai âm này nếu mà mình nói hai từ khác nhau ấy, thì cũng dễ phân biệt đấy. Nhưng mà em nghĩ là trong cái đoạn hội thoại này ấy, cái tốc độ nó khá nhanh ấy. Và hai đáp án nó gần nhau nữa, nên là chắc các bạn có thể nghe nhầm. Có thể là nghe lướt về cái thêm điều đó này, câu 2 của bạn lại còn gần nhau. Đấy. Có thể là có một số bạn có thể theo cách suy luận của em thì cũng rất là ok. Tuy nhiên cái sắc thái của cuộc trò chuyện đúng có thể rồi. Là khó đoán được, nhưng mà nhờ những bạn nào mà xem phim rồi ấy, bạn nào mà đã xem phim rồi thì chắc chắn là cũng sẽ đoán ra được như thế nào rồi, đặc biệt là đây là một đoạn hội thoại rất là kiểu nó là một cái key moment ấy. Đoạn hội thoại này gần như là một key moment và nó có thể gọi là nó tạo ra một cái bước chuyển biến mới cho phim. Đấy, cho nên là bọn mình đã chọn cái đoạn hội thoại này cũng là có lý do là như vậy. Đấy. Rồi, đó nào, là câu 3. Câu 4 à? Có bạn nào đúng nãy giờ đúng được cả 3 câu chưa ạ? Bạn nào ăn được triple kill chưa nào? Bây giờ câu 4 thì cực kỳ dễ. Trông thế mà cũng khoai đấy. Bài này trông thế mà cũng khoai phết bởi vì tốc độ nó nhanh hơn với tốc độ trong bài DIY mà các bạn hay nghe bình thường ấy. Trong bài nếu như mà để cho anh làm, anh chỉ dám tự tin câu 4 với câu 1 thôi em ạ. Câu 4 với câu 1 thì nó khá là dễ đấy. Nghe. Câu 4 cũng có một cái suy luận khá giống với câu 3 này. Mình thấy từ and là liên từ đúng không? Đúng rồi. Thì đằng sau có caring. Đằng trước có từ kindness. Nó đều là tính từ đúng không? Đúng rồi, nếu như mà là caring thì đằng trước là nếu như mà để một người gọi là caring với người khác ấy thì người ta cũng phải có một cái gọi là sâu sắc hay là có một cái gì lại về sắc thái nghĩa. Đây là lại một lần nữa suy luận sắc thái nghĩa nhá. Tức là có rất nhiều cách suy luận, có thể suy luận theo kiểu của Sơn cũng được, là một cách rất là học thuật đúng không nào. Thế nhưng mà mình có thể suy luận theo một cái gọi là một cái kiểu bối cảnh của một cuộc trò chuyện nó như nào. Mặc dù là đây mỗi một câu một sắc thái nghĩa lại khác nhau đúng không ạ? Mới câu trên mới là fight và piss off, bây giờ ở dưới lại còn caring. Wow, khó thật. Rồi, xem có bạn nào có đáp án câu 4 không? Câu 4 là gì? Câu 4 này chắc là dễ ăn đấy. Thoughtful. Câu 4 này dễ quá, câu 4 này rất dễ. Còn bạn nào có câu trả lời nữa không ạ? Bi huyền, thoughtful, Leo, thoughtful. Còn ai không ạ? Quang Trường, Trịnh Quang Trường, thoughtful. Thoughtful nào, lên. Sao không? Anh chắc thoughtful không? Anh chắc thoughtful, anh chắc chắn là câu 1 và câu 4 mà. Riêng câu 1, câu 4 rất chắc. Rồi mình xem đáp án nhé. Xem đáp án nào. Thoughtful. Ok, chúc mừng các bạn. Được quát kêu chưa? Được 4 câu liên tục chưa? Nếu như thế thì tôi nghĩ là nếu như mà được 4 câu liên tục thì chắc là điểm thi nghe phải được 7 rồi đấy. Người còn 2 điểm nữa. Bài này khó mà. Bài này khó đấy. Bài này tốc độ nghe khá nhanh ấy. Nào, câu cuối cùng nào. Bây giờ là I would cái gì your decision. Ví dụ như là and if you really want to break up, yeah. I would động từ your động decision từ, đúng không? Động từ your decision đấy. Thì anh nếu như mà là anh thì anh sẽ ignore. Nếu mà anh không nghe được thì anh có thể đoán được động từ ở đây là gì không? Anh có thể đoán là có một số trạng thái như sau này. Có thể là thường sẽ respect sau khi chia tay. Có thể là respect này, tức là tôi trân trọng, tôn trọng quyết định đấy. Hoặc là thứ hai là có thể gọi là thứ hai là sẽ kiểu gọi là sao ta, ignore luôn. Okay. Nếu mà em không nghe được câu này ấy, em sẽ đoán chắc em đoán là chắc là với một người lịch sự.
make it, I would make your own. Không, không thể thấy được, không phải nó là đúng make, rồi, nó đúng không là thể collocation, make được. Collocation, nhưng mà nếu đúng. Như mà là I would make your decision phải là for you đằng sau nữa thì nghe nó mới hợp lý đúng không? Nó chỉ là ở collocation thôi. Nếu collocation, nếu như mà ừ nghĩa không đúng. Trong nếu như bạn nào xem phim rồi thấy bạn Nick Nelson này là người khá lịch sự cho nên là anh đoán sẽ là respect. Để cho dành cho những bạn có xem phim nha. Câu 5 là đáp án Thu Uyên respect. Respect. Ai nữa nhỉ? Ai nữa nào? Đâu các bạn đợi chút nha, Anh Ninh đang lốt lại comment. Lốt lại comment của các bạn. Respect. Ủa rất nhiều respect nhỉ? Lê Trung Thành respect. Vẫn respect. Trịnh Quang Trường respect. Respect, ok. Mà May respect. Ok. Giang Nguyễn respect. So, show đáp án đi em. Câu này dễ rồi. Câu này với các bạn rồi. Dễ rồi. Respect. Ok, một respect cho các bạn. One respect. Rồi, thế là chúng ta có câu 1 này. Better off đúng không? Better. Câu 2 là fight. Câu 3 là pissing off. Pissing off. Câu 4 là thoughtful. Câu 5 là respect. Ok. Có bạn nào đúng cả 5 câu không? Có bạn nào ăn mega kill không? Các bạn comment nhé, các bạn comment xem đúng bao nhiêu các câu. Các bạn comment cho mình là đúng, nếu đúng hết được 5 câu thì các bạn cũng cháy đấy. Thực ra là xin phép các bạn là tôi đã cheating, tôi nghe 2 lần rồi nhưng mà tôi nghĩ chắc là câu 1 và câu 4. Tôi đã rất là cheat. Các bạn đúng mấy câu nào? Giang Nguyễn mất một câu rồi, tiếp theo Leo đúng 3/5. Wow, 3/5 là cũng 2. Cũng ok đấy. Lê Trung Thành đúng 3. Thu Uyên 3/5. Thế là nãy giờ mình có Giang đúng không? Giang là Giang đấy. Là 4/5 là cũng đỉnh đấy, cũng căng đấy. Cũng căng đét, 3/5 mà cũng căng rồi. Anh 2/5. Anh nhận 2 thôi. Ok. Rồi cảm ơn các bạn đã gọi là tham gia cái thử thách các bạn có này. Muốn làm thêm một bài một số bài nữa không? Làm thêm một số bài nữa thì cũng ok mà, cũng không sao đâu. Các bạn muốn làm thêm không ạ? Làm thêm phần nữa đi. Về kỹ năng nghe này cũng gì quan trọng. Thì Triệu Thị Thu đúng 2/5. Ồ. Không sao bạn Vân ơi. Vân Minh đúng 3. Vân Minh. 3. Vân Minh đúng 3/5. Vân Minh đúng 3. Bonus à? Bonus đi anh. Chị Quang Trường. Ok. Ok. Mê có anh ơi. Thế bây giờ nhá. Các bạn mà comment được 10 từ đồng nghĩa với increase, mình sẽ làm bài tiếp theo. 10 từ đồng nghĩa với increase. Sau video của admin Diệp. Ok. Nào, từ đồng nghĩa với increase ạ. Thôi, 6 từ thôi. 10. Anh nghĩ cũng nên là 5 từ thôi. Anh nghĩ là 5 từ thôi cho cái số nó đẹp. 5 à? 5 từ đồng nghĩa với increase nha mọi người. 5 từ đồng nghĩa okay, với increase. Không, các bạn lại ngồi tra từ điển, hơi mất thời gian. 5 từ, không tra từ điển nhá, cái này học rồi. Cái này học rồi đấy, nhưng mà nên là bạn nào tra từ điển biết ngay đấy. Increase. Nào, có đáp án chưa? Growth. À, mình nốt là một tí là increase với chức năng là danh từ nhé. Nãy mình quên chưa nói. Ok, phải ghi vào đấy nữa. Lê Trung Thành, growth. Climb là động từ rồi. Rocket. Escalation. Escalate, chuyển sang danh từ là escalation đúng không? Escalate. Skyrocket cũng là danh từ này, rise cũng là danh từ này. Skyrocket. Còn cái từ gì mà bắt đầu bằng chữ S ấy? Và kết thúc với âm có ai nhớ từ đấy không? Spread cũng đúng nhưng mà nó chưa được nó, chung. Anh cảm giác nó nghiêng về spectrum nhiều hơn ấy. Escalation này, rise, growth. Nào, có một từ bắt đầu một chữ S. Không ai nhớ à? Em chịu. Em biết. Thôi, có lẽ là cũng show đi. Show có ai nhớ từ này không ạ? Có hai từ bắt đầu một chữ S luôn. Từ thứ nhất, đó là Search. Em dở cái này lắm. Giang vừa mới thi IELTS về xong. Kinh cũng biết, anh Sơn nhớ kỹ thế. Từ gì? Mai có từ gì dài thế? Augmentation search. Còn một từ nữa, một từ cũng bắt đầu bằng chữ S. Có ai nhớ từ này không? Từ này học rồi, từ này hôm trước anh cho rồi. Sponge. Cũng đúng. Không sai được. Từ này cũng đúng. Nhưng mà còn một từ nữa. Còn một từ nữa. Còn một từ nữa, sao anh Sơn lắm từ ấy? It has four letters. Four letters. It has four letters. It starts with letter S. It has four letters. Four letters. Four letters. Hello, good boy. Good boy chắc mà muộn nhá, chắc phạt 6 từ đồng nghĩa với increase nhá.
Rồi, đó là từ soar. Đó, bạn nào chưa nhớ từ này thì nốt lại vào sách đi nhá, nốt lại vào vào cái cuốn sổ nốt của mình nhá. Một từ rất ngắn nhưng chắc mình vẫn nhớ. Rồi, tiếp theo ấy là đến chúng ta có học cùng thầy Tùng về chủ đề đói rồi này. Ừ. Chúng ta có đi cùng anh khách mời Thanh Hòa Master Chef về chủ đề food, đi cùng Khánh Vy tới chuyên lê Hồng Phong và học một số tips về IELTS speaking và writing. Có bạn nào nhớ lúc nãy trong phần IELTS speaking tips ấy, thì có bạn nào nhớ cái tip nào không thì nốt lại giúp anh nhé, nốt lại ở phần comment box. Và tiếp theo là gì anh Kỳ? Em không nhớ đâu. Tiếp theo tiếp theo thì mình chắc là mình sẽ đi tìm hiểu một hành trình của một host của mà lần trước cũng gặp rồi đấy, bạn nào ấy nhỉ? Bạn này có bạn nào nhớ livestream buổi trước, livestream hôm sập ấy. cái hôm sập, hoặc là đấy có thể nói là bạn đã từng tham gia Voice of the Week. Bích Diệp. Ừ. Bạn ấy là host của chúng ta tuần trước đúng không? Đúng rồi. Bạn ấy cũng nốt lại và chia sẻ với các bạn rất là nhiều. Xong đấy thì các bạn cũng có nói là rất là vui khi mà được chia sẻ với các bạn những cái kiến thức mà các bạn ấy biết ấy. Hôm đó thì anh cũng thấy là các bạn comment là các bạn rất là thích được giải thích nghĩa của từ đúng không? Thì chúng ta sẽ gặp lại Bích Diệp vào các buổi livestream sắp tới. Và ngay sau đây sẽ là phần thi Voice of the Week của Bích Diệp. À, mùa mấy nhỉ? Mùa 8 đúng không? Mùa 8. Viva Student Life. Viva Student Life. Viva Student Life. Đúng không? Mùa 8. Mùa 8. Mùa 8, ok. Đó, admin không nhớ mọi người. Trừ lương. Rồi, và bây giờ là Voice of the Week cùng với Bích Diệp. We are so excited to meet her and to listen to her ideas. Please welcome on the stage, Bích Diệp. How are you? Hello, I'm doing really well. I'm really glad to meet you and thank you for asking. Oh, thank you for being here. I do believe that you have prepared pretty well for the presentation. Are you ready? I think I'm ready, yes. Okay. Nice, so here comes your question. Hi, so the topic is, how will you prepare your study skills for studying at university? Thank you for your question. So let me take you back a few months ago when I was barely a freshman at Diplomatic Academy of Vietnam. So about to set foot into this thrilling new chapter of my life, I was determined to handle my curriculum with success. So I prepared everything, an organized schedule, a full set of materials, a plan to balance all my activities, everything. Fast forward to the very present, my plan, unfortunately, started to fall through. I didn't manage to uphold all my academic records, and I also failed to keep up with most projects I sought out. So what happened? Why did my performance still fall short despite all those efforts? So because of that, I want to tackle this issue with you right now. How do we efficiently prepare our study skills in college? And I would like to break it down into two aspects. What is most important to me, and what I think is most important to you, the listeners. First of all, we must understand how college operates, right? Apart from those classes in lecture halls where attendees suffice their role as reactive listeners, college also requires us to become proactive knowledge seekers, which means that we have to incorporate certain skills like time management, self-studying, researching, and even networking into our daily life. Now, I know that I mentioned a lot of words there, but the only word that I want you to focus on, it's not time, not studying, not networking, but it's daily life. That's right. There is no use putting so much effort into pursuing such a tightly coordinated schedule for just one lesson and then calling it a day. Instead, we must develop those individual skills into a consistent habit. And as we all know, the key to building a habit is discipline, which includes sticking to a plan and, of course, not procrastinating. Moving on to the second question. As I was constructing the speech, I couldn't help recalling my first days in college. Funny enough, whenever somebody told me that I must do something to survive college,
I furiously tried to note down every single piece of information that they displayed. However, it occurred to me that as individual learners, do we actually have to follow every single input? Would you, in that scenario, react in the same way as I did? Or would you only narrow down the most suitable approaches for yourself? And ultimately, among the vast sea of knowledge, we have to take initiative in navigating our own ship by deciding what materials, what resources, what schedule, and what medium work best for us and our long-term study process. Because at the end of the day, the one who finishes all our tasks, the one who determines the final fruit of our education is nobody but yourself. Thank you. That's the end of my speech. Wow, yeah, very good. Wow, it's so amazing. Just feels like I'm watching a TED Talk. Thank you. I'm very honored that I also am aware that you held a very successful and widely known TED Talk, and I drew a lot of inspiration from you and your work as well. Thank you so much. You inspired me a lot today. And Mr. Holowen, do you have any brief comments or feedbacks for the performance? Yeah, very, very confident speaker, which is great. You have a good pace to your speaking, so you don't speak too fast or too slowly, which means that everything you say is very easily understandable as well. And I think that you have a very clear understanding of what you want to do at university, and that comes across in your speaking as well. I think the pronunciation was great. I think everything about what you said is great, really. There wasn't really any negative feedback I think I can give or any constructive criticism. I'd enjoy if all of my students spoke like that in my class. that would be great, because it was very interesting to listen to. So thank you very much. Yep. Thank you for your feedback as well. I love your speech, and I do hope to see you again as Voice of the Year. And the award for the Voice of the Year would be a trip to UK, which is sponsored by British University Vietnam. So good luck. Thank you. Yeah, good luck. Thank you so much. Đỉnh quá Sốp ơi, trăng thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Yo! Đỉnh quá Sốp ơi, trăng thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Yo! Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Rồi, và đó là phần thi Phong Sản Tâu Quýt của bạn Bích Diệp. Bích Diệp. Wow, anh thấy là anh tự nhiên có một kỷ niệm ùa về là anh là người sắp cái đoạn đấy, và anh thấy sắp tệ thực sự. Nên ngồi mà cái bài nói vừa rồi của bạn ấy, anh cũng phải nghe đi nghe lại vài lần, và anh thấy hình như mình thiếu cái kỹ năng gì đấy trong cuộc sống của mình thì phải. Đấy, từ những trước khi chia sẻ về cái đấy thì em hôm trước mình cũng có chia sẻ về cái profile của bạn Diệp rồi. Đúng rồi. Mình chia sẻ ngay lúc đầu rồi, nhưng mà mình cũng xin chia sẻ lại một chút, xin được khoe thành viên của iPhone một chút. Thì bạn Diệp là từ là thí sinh Voice of the Week. Bạn này đã 8.5 IELTS và được tuyển thẳng vào ngành truyền thông quốc tế. Cái gì nhỉ? Tên đầy đủ nó là gì nhỉ? Nguyễn Bích Diệp. Tên ngành ấy. Khoa truyền thông và văn hóa đối ngoại của Học viện Ngoại giao. Đấy, thì đó là một cái khoa, một trong những cái khoa mà điểm chuẩn cao nhất của Học viện Ngoại giao. Khoa hot nhất. Hot. Nơi hội tụ những gọi là nhân tài, nơi hội tụ những con người. Hôm đấy mình có liên hệ với Diệp ấy để mời bạn casting tham gia Voice of the Week. Thì bạn ấy rất là willing để tham gia ấy. Mặc dù hôm đấy em cũng không có ở Hà Nội để support Diệp hôm quay, nhưng mà có anh Kỳ đúng không? Nhưng hôm đấy anh Kỳ support Diệp đúng không? Cái câu chuyện đấy cũng là một kỷ niệm em ạ. Có anh có nhớ cái kỷ niệm gì nào nhớ trong cái buổi ghi hôm đấy không?
bạn ấy, mọi người có lẽ mọi người tự nhìn thôi, bạn ấy mặc trông ngầu lòi thực sự ấy, nhìn nó là cả một sự chất chơi ấy em. Đấy, một phong cách ăn mặc rất là tomboy và thần thái, đặc biệt thần thái của bạn ấy khi mà nói rất là tự tin luôn, rất tự tin. Và nếu như mà nếu chỉ nghe giọng của bạn ấy không ấy, thì anh nghĩ là nếu như bạn làm podcast bằng tiếng Anh ấy, thì anh cũng không phân biệt được đâu là giọng giọng người Việt Nam nói tiếng Anh và đâu là giọng của người nước ngoài luôn. Giọng rất bản địa và nghe rất là sang, đúng chuẩn là đúng là 8.5 IELTS của khác đấy, đúng là 8.5 của khác đấy. Diệp cũng có chia sẻ về một số những cái kỹ năng ấy mà cần phải combine với nhau ấy, đúng rồi, intertwine với nhau trong quá trình học, không chỉ học đại học đâu, em nghĩ những cái kỹ năng đó không chỉ mà theo mình suốt đời, đây những đúng kỹ năng mà anh đảm bảo theo mình suốt đời, kể cả trong công việc luôn. Tức là mình vừa phải biết quản lý thời gian, mình vừa phải biết gọi là cân đối một số thứ mà tất cả Diệp đã chia sẻ hết rồi. Tất cả những người mà ở cái độ tuổi này là cái độ tuổi mà chúng như kiểu Diệp hay là Sơn hay là anh cũng thế, là cái độ tuổi mà chúng ta dễ học nhất và chúng ta gọi là những kỹ năng đấy có lẽ là những kỹ năng đầu tiên chúng ta phải làm chủ trước khi mà gọi là làm chủ những kỹ năng nó to lớn tiếp theo, vì những kỹ năng cơ bản mà đúng không? Nếu chúng ta không làm được thì chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống thôi. Thế theo anh nhé, là với một với tâm thế là một sinh viên, một bạn học sinh cấp 3 chuẩn bị vào bước vào đại học đi, thì đâu là cái kỹ năng mà bạn ấy cần master đầu tiên, cần ý là cần on top of the priority. On top of the priority tức là time management. Time management. Vì là có quá nhiều môn phải học, bây giờ em tưởng tượng em học 6 môn một ngày. Đúng không? Em phải chia ra thế nào mà khung thời gian chia cũng phải hợp lý. Chứ còn không quan trọng là có lẽ là đúng cái giờ để kiến thức nó vào đầu chẳng hạn, thế em phải quản lý là đúng, là mình chỉ học, ví dụ học cái giờ này mình chỉ học toán thôi, chứ đừng đầu đừng có nghĩ đến môn khác. Đấy, tức là não của mình có thể hoạt động được trong từng khung giờ, nó sẽ có những chức năng khác nhau đúng không ạ? Đấy, mình chỉ cần quản lý thời gian là mình trong vòng 1 giờ mình học, mình tập trung hết sức chẳng hạn, thì nó sẽ hiệu quả rất là nhiều so với cái việc là mình dành nguyên cả một ngày chỉ học một môn, có đến 6 môn cơ mà. Đặc biệt là những cái bạn nào mà mới chấm thi đại học hoặc những bạn vừa rồi thi đại học cũng biết đấy, đặc biệt là một tháng cuối nó căng như thế nào đúng không ạ? Anh hay em đều trải qua quãng thời gian đấy rồi và biết được là time managing nó quan trọng khủng khiếp mức như thế nào. Thế đối với admin Diệp, admin Thúy thì sao? đây là admin Thúy phụ trách kênh TikTok của chương trình, thì theo chị thì đâu là kỹ năng quan trọng nhất đối với một tân sinh viên? Chị cũng nghĩ là time management ấy, bởi vì các môn học ấy thì sẽ rất là dàn trải và phải phân chia được thời gian thì mới gọi là tìm được hướng đi đúng nhất. Đấy cũng là time management. Thì tất cả đều là time management cả, không biết là có ai có ý kiến nào khác không? Em nghĩ là ngoài time management ấy, thì một cái ưu tiên không kém đó là cái kỹ năng adaptation. Adaptability, tức là cái adaptability của các bạn ấy phải cũng phải cao đúng không? Thật ra nhiều bạn ở Hà Nội ấy, có ý là nhiều bạn ở cùng thành phố với lại cái trường đại học đó thì có thể các bạn ấy đỡ bỡ ngỡ hơn về cái môi trường sống này, nhưng mà cũng có thể các bạn sẽ phải deal with cái môi trường học nó khác ấy. Bởi vì lên đại học nó là chương trình học nó không giống như với lại hệ phổ thông ấy, nên là nhất là những ngoài việc các bạn adapt với lại cuộc sống daily life thì các bạn cũng phải học cách adapt với lại cái chương trình học của đại học ấy. Ví dụ như ngày xưa thì những đơn môn học đơn giản như là toán, văn, anh đúng không? Bây giờ sau này những môn học ví dụ của Sơn chẳng hạn, là anh thấy có một số môn truyền thông quốc tế nghe đã sợ rồi. Hoặc là ở khoa của anh cũng có một môn rất đáng sợ, đó là xã hội học về dư luận xã hội. Cái môn đấy thì vừa phải làm toán, vừa phải có văn và vừa phải có một cái góc nhìn về thời sự đấy. Đấy là những cái môn học mà mình không phải là mình cứ kiểu có sách giáo khoa đâu. Những cái môn này chỉ có một quyển giáo trình mà anh nhớ là đôi khi giáo trình chỉ mỏng dí vậy thôi. Chứ còn điều thực sự mà nói nó là cái gì thì có lẽ là phải xem TV, đọc báo và thậm chí còn phải ngồi tham vấn với các thầy, thảo luận với các chuyên gia nữa đấy. Và cái kỹ năng đấy là quan trọng, nhưng mà đấy là sau khi chúng ta đỗ đại học rồi. Còn nếu như mà chúng ta vẫn đang ôn thi ý, thì anh vẫn thấy là time management vẫn là phải là on top của on top. Còn sau này với một cái hoàn cảnh là lên đại học rồi, cái adaptability còn phải trên cả time management luôn. Bởi vì là cái việc làm quen thích nghi đấy, rất nhiều bạn là đã phải, không biết là Sơn có phải học lại không? Em không. Đấy. Trộm vía. Anh cũng chỉ học lại đúng một môn thôi, môn thể dục thôi. vì là thực sự là lúc ấy thể lực của anh không tốt. Đấy, cho nên là cái điều đấy mình cũng phải làm quen. Tức là mình vừa phải học những cái môn ở trên trường đã mệt rồi, còn học thể dục cũng còn rất khó nữa. Làm quen từ những cái nhỏ nhất như thế thì sau yên tâm đi, là chỉ sau khoảng, nếu như bạn nào nhanh ấy thì khoảng 1-2 tháng, còn bạn nào chậm thì học lại khoảng 5 môn xem, thì kiểu gì cũng làm quen được thôi. Đúng không ạ? Theo các bạn thì sao, các bạn nghĩ kỹ năng nào là quan trọng nhất khi mà sau khi mà lên đại học rồi, khi mà được gọi là bạn Thúy, bạn Thúy thể lực mê thể lực
đấy gọi là gì thể dục à, thế là chúng ta mình phải luyện stamina đúng không, sức bền, mindset, sống chủ động, self discipline, đúng này, cái self discipline là nói đến self discipline thì anh có lần anh đọc được một cái bài chia sẻ của một cái anh mà trước là làm ở Vingroup ấy, anh có bảo là cái điều mà khiến cho Vingroup thành công như ngày hôm nay đó chính là kỷ luật. Self discipline đến cái mức mà nó giáo dục cho từng nhân viên của nó cách kỷ luật khủng khiếp, đúng không, thậm chí một phút cũng bị phạt, và việc đảm bảo mà để cho cái để đảm việc đảm bảo KPI đứng hàng đầu, vì là đối với họ là thời gian quý hơn cả tiền bạc, không phải là thời gian là tiền bạc nữa, vì chính vì thế nó làm đến cái sự thành công của Vingroup. Và anh nghĩ là ai cũng thế thôi, nếu như mà cái kỷ luật của mình không phải là sáng nào cũng phải chạy 100 cây, chống đẩy 100 cái, kéo xà cho đến khi mà đầu hói như Saitama thì thôi, mà đôi khi kỷ luật là một cái rất đơn giản là dậy xong rồi là đấy làm một vài động tác thể dục này, và dần dần mình nâng dần nó lên. Và con người thường chỉ mất là 21 ngày là để làm quen với một thứ, và 10.000 giờ để trở thành chuyên gia. Thời gian nghe nó có vẻ nhiều nhưng mà nó cũng không dài lắm đâu. 10.000 giờ là cứ tính theo năm thì mất cũng khoảng hơn 2 năm nếu như mà ngày nào mình cũng làm điều đấy, đúng không ạ? Đúng rồi, cho nên là tất cả mọi thứ đôi khi mình chỉ cần nhìn nó theo một góc khác thôi thì mình sẽ cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Nghe discipline nghe nó nặng nhỉ, nghe nó nặng thật sự. Nghe một cái gì đó nó rất là military, nó kiểu macro ấy. Ừ, nó rất là không mức là macro nhưng mà nó nghe rất là kiểu quân đội, nghe nó rất đáng sợ, đúng không ạ? Thậm chí là cái discipline nó còn là sức mạnh của quân đội, nghe nó có vẻ đáng sợ nhưng mà không sao đâu, cứ dần dần làm quen. Hôm nay không được thì cố gắng ngày mai mỗi ngày một tí thôi, thì tự nhiên cái time, bất cả kỹ năng từ time managing rồi là self discipline rồi là new mindset cũng sẽ được lặp lại trong bạn. Đôi khi có một số bạn anh thấy là bạn ấy học nhanh ấy, chỉ mất vài tháng mà bạn đã làm quen được rồi, mà vừa năm nhất đang học bổng thì cái số đấy đến trên đầu ngón tay em ạ. Tức là những cái bạn đấy phải gọi là khủng khiếp mức như nào. Các bạn ấy công nhận là intertwine được nhiều kỹ năng ấy. Đấy, và các bạn vừa gặp một bạn ở trên live đấy, tên bạn ấy là Nguyễn Bích Diệp. Đúng không ạ? Đôi khi mình mặc dù là mình hơn bạn ấy cũng 2-3 tuổi gì đấy, nhưng mà nhìn bạn ấy xong mình kiểu ủa, hồi đại học mình đã làm gì vậy? Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà không có gì khó cả nhà các bạn ơi. Ngày hôm nay thì cũng giống như là kiểu việc chúng ta xem live stream này, ngày tối nào cũng thế, cứ đến hẹn lại lên mấy giờ, mấy giờ? Mấy giờ? Các bạn comment đi ạ. Các bạn comment đi mấy giờ, là kiểu giờ. Mấy giờ đến giờ học của bọn mình nào. Hôm qua vẫn có bạn nhầm là 8 rưỡi đấy. Ừ, hôm nay thì Hôm nay lớp vào đúng giờ mà. Ừ, comment đi xem các bạn nào comment đúng giờ không, xem là self discipline nó như thế nào. Đây là gì ạ? Đây là hình ảnh hậu trường của IFO. Của IFO, và bây ở giờ ngoài mình, studio. Bây giờ mình sẽ dùng một từ tiếng Anh về cảm xúc đi, để có thể đoán xem là cái hình thái cảm xúc của Sơn và con mèo này nó có điểm tương đồng là gì. Các bạn dùng một tính từ để miêu tả bạn mèo, bạn này tên là Binzy ạ. Bạn Binzy. Bạn Binzy, tính cách rất là thân thiện, hiếu khách và thích vuốt. Và yên tâm, bạn ấy cũng là một big city boy trong làng mèo. Không biết là đã bao nhiêu cô mèo đổ gục trước bạn ấy rồi. Nào, có bạn nào comment chưa? Vân Min SOS. Cái gì đây? Trịnh Quang Trường, cút tôi, cút tôi. Cút tôi. Leo, no emotional. Trịnh Quang Trường, cute. Hello Minh Quân. Surprise. Mình dịch một tính từ là surprise. Kiểu mặt rất là... Bất ngờ chưa? Hú hồn chim mén đi. Hú hồn chim mén. Đúng rồi. Thế hay là đưa kiểm tra bài cũ luôn đi. Hôm trước học một số từ đồng nghĩa với lại từ surprise. Tính từ. Ừ, bây giờ mình comment đi. Cho các bạn 20 giây nhé. 20 giây, bắt đầu đến 10. 20 giây hay là 1 phút ạ? 20 giây thôi, nhanh mà, để test nhanh. Mình test nhanh chứ không mình có test PCR đâu. Chỉ test nhanh thôi. Thôi cho các bạn 20 giây đi. Ừ, cho các bạn 20 giây, test nhanh nhưng mà sẽ 3 phút 20 giây hả em? Cho các bạn 20 giây này. Cái gì? 20 giây. 20 giây bắt đầu nào. Sao nói chưa bắt đầu ạ? Xin lỗi các bạn, lỗi kỹ thuật một chút. Lỗi kỹ thuật một chút thôi. Anti-socialism. Thôi mình đếm bằng tay. Anti-socialism. Ôi, về cái sự gọi là anti-socialism, tôi đố các bạn biết là ở đâu xuất hiện cái đấy nhiều nhất? Ở quốc gia là xuất hiện cái đấy nhiều nhất, biết không? Thế cái này em không biết. Hơi buồn Nhật Bản. Bởi vì là những các con người, bởi vì là thế này, ở Mỹ cũng có nhiều, Trung Quốc mặc dù là nước tỷ dân nhưng mà cái tỷ lệ nó không quá cao, nhưng mà hiện tại Nhật Bản đang là nước có tỷ lệ số người mà anti-socialism phải nói là nhiều nhất. Vì là những so sad to hear that. Vì là mặc dù chúng ta có thể là nước Nhật
có thể nói là họ sống ở một cái tương lai khác. Đôi khi chúng ta cảm thấy thế, nhưng mà cái việc mà làm việc quá độ và cái cách giáo dục của người Nhật Bản thì khiến cho một số những cái người làm việc ấy họ đã bị quá căng thẳng và từ đấy dẫn đến cái tình trạng này. Những người mà có thể là người ta bị chặn lại phía sau ấy, họ cũng sẽ bị như thế. Đấy, cho nên là các bạn thân mến ạ, nếu như mà trẻ không chơi thì đánh rơi cái gì, học không chơi đánh rơi tuổi trẻ đúng không? Mình cứ cân bằng cái học và chơi, đừng học nhiều quá. Đó là kỹ năng time management. Kỹ năng time management đấy, tức là mình học thì học thì lúc đấy học chỉ tập trung học 1 tiếng thôi, còn khi mình chơi mình chơi hẳn 10 tiếng cũng được. Hãy chơi hết mình để xả nó ra. Chơi biết điểm dừng. Chơi biết điểm dừng mình nhá. Rồi xem bạn nào comment. Vân Min, astound. Cái này là động từ rồi đúng không? Stop. Cái từ này là từ gì thế Liêu? Anh không biết. Xin lỗi anh mà anh ở đây này. Mình không chơi tiếng Pháp hay tiếng Nga nhé. Để mình... Nghe giống có vẻ sét rồi. Nghe giống có sét. Trịnh Quang Trường dùng từ wonder. Văn Minh stunned. Khánh Huy đặc. Ê, từ này đúng này, từ này hôm trước có học rồi. Astonish. Highlight. Panic luôn. Highlight có từ này hay này. Bạn highlight có một từ này khá là hay mà. Anh Khiêm cũng sử dụng khá là nhiều. Để mình thử xem có hiện được những comment lên không nhé. Mình viết lại comment lên đây luôn đi. Bạn highlight có sử dụng từ flabbergasted. Flabbergasted. Cái từ này kiểu nó mang nghĩa là một cái gì đó rất là sốc, kiểu một cái event rất là sốc đến với bạn. Nó kiểu hú hồn chim én ấy. Bạn biết cụm đấy trong tiếng Việt không? Flabbergasted. Em biết như mày đúng chưa? Đúng rồi. Flabbergasted. Kiểu đúng chưa? Nhìn mặt Bin đúng kiểu flabbergasted đúng không? Flabbergasted. Đây là đâu, tôi là ai? Và Sơn thì có vẻ chỉ là kiểu rất là hoang mang. Còn Sơn thì anh nghĩ là thỉnh thái mới chỉ là shock thôi, chưa đến gọi là flabbergasted. Sơn kiểu confused thôi. Sơn thì mới kiểu confused. Trịnh Quang Trường shock. Không, Trường mới kiểu shock. Giang Nguyễn bất ngờ chưa bà già. Bất ngờ chưa bà già. Trịnh Quang Trường, ôi trời ơi. Đâu? À, Lê Thắng. Contemptuous. Hay đấy. Phan Hải, eye opening. Shock. Các bạn đừng nhầm từ shock với lại shock. Cái từ tắt ấy. Tắt ấy. Hai từ này nhiều người Việt nhầm lắm. Tôi sốc quá. Tôi sốc quá. Nói theo kiểu Việt Nam, tôi sốc quá. Tôi tất quá. Tôi cái vớ quá. Tôi cái tất quá. Đúng ra phải là shock. Shock. Cách đọc khác nhau mà. Là shocked. Cái tất ấy đọc nhẹ mà shock. Còn shock mới là sốc. Âm dài. Shock. Ở đấy. Rồi tiếp theo đây liên quan tới cái gì nhỉ? cái gì? Shocked. À, liên quan tới đuôi ED. Thì các bạn, đố các bạn biết nhá, cái từ này phát âm như nào? Đuôi ED này phát âm như nào? Chắc nhiều bạn học IELTS hoặc là các bạn trong học trung học phổ thông quốc gia, cái từ này cũng khá là quen thuộc ấy. Nó không phải là từ necked, chắc chắn. Necked. Âm này có phải âm không? Không. Để xem các bạn đoán âm này âm gì nhỉ? Âm gì nữa? Neck. Các bạn thử đoán xem âm ending sound của cái từ này là gì ạ? Nó không phải là necked như các bạn nghĩ. Hồi đầu anh cũng nghĩ là nó là necked. Bởi vì là cô giáo dạy. Cô giáo dạy là thế nhưng mà mình không? Mình xem phim không phải thế. Mình xem bản là cô giáo dạy là một kiểu, nhưng mà có những cái trường hợp nó bất quy tắc hay nó không theo quy tắc. Rồi, không theo quy tắc gì đó cả. Thì đó, những cái trường hợp đó thì các bạn phải tự, không còn cách nào khác mà phải ghi nhớ thôi. Ghi nhớ thôi, chỉ có là ghi nhớ thôi. Và rất may là anh chuyển sang học theo phim. Lê Thắng. Naked. Mai. Mê. Naked. Lan Anh Ngô. ED. Kẹt. Lan Hương. Kẹt. Hình như Trịnh Xuân Trường vừa nhầm đúng không? Không sao, ai cũng lần đầu. Không sao mà. First time for everything. Rất là Việt sóc. Ending song là Việt sóc. Được rồi. Thì cái từ này đọc là naked. Naked. Đuôi ED. Trạng thái mà khi đó con người đã gọi là naked. Đây là một trạng thái mà khi mà con người về đúng bản năng của mình. Literally thì nó là literally. Một từ này nhé, một từ này cũng nhiều người khá nhầm này. Beloved. Này, cái này em kết thúc bằng E này thì có phải đọc là the không? Không. Beloved. Từ này thì sao? Từ này đọc như thế nào? Từ này cũng gần chấm bì này, chấm yếu thế nhỉ? Beloved. Có bạn nào biết không?
Lê Thắng Việt. Thật đấy. Trên công trường Beloved. Beloved. Beloved nó hơi bị là sai sai rồi nhá. Beloved không đúng rồi. Beloved. Beloved nghe hơi đúng rồi đấy. Beloved nghe hơi đúng rồi đấy. Beloved. Beloved. Đình chỉ cho phạt nhá, phát âm sai. Giờ cứ sai cứ chắc. Giang Nguyễn. Ôi Giang Nguyễn có lần phát âm IPA luôn này. Beloved. 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 Và các bạn Việt các bạn Việt sắp Beloved. Thì các bạn cái từ này đọc là gì? Chốt hạ à? Nãy mình chưa thấy bạn là phải trả lời sai ấy. Beloved. À, thế từ này đó là gì hả anh Kỳ? Em không biết đâu. Em thấy nhiều người nói sai nên là em hỏi thế thôi. Em không biết từ này là. Round. Không, nghĩa là cái từ đúng nãy. Anh nghe thì là beloved. Beloved, đúng không? Beloved. 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 Đúng rồi. Tức là kiểu gì đấy mà yêu quý, ví dụ như là my dear beloved wife. Yeah, chứ không phải là beloved đúng không? Không, beloved, beloved, beloved. Anh chỉ đọc anh chỉ hay đọc như thế. Round moon sound. Phân phân thôi, cái này là phân phân thôi. Hôm trước mình có lên một bài trên fanpage ấy, là từ này, cụm này, nó là Vietlich. Vietlich. Đó là tiếng Việt kết hợp với tiếng Anh mà kiểu phân nì mà Gen Z bây giờ hay làm ấy. Các bạn biết món này là món gì không ạ? Hôm nay chủ đề về food đúng không? Nên mình thử làm những thứ liên quan tới food một tí đi. Cái từ trước ở trên TikTok có một cái vid Kỳ đã từng làm cái này đấy. Quay cái trên TikTok có. Món này là món gì ạ? Đây là một round moon. Round tròn. Moon là mặt trăng. Mặt trăng. Sao âm thanh. Toy. Toy, đồ chơi. Tức là tròn. Đồ chơi âm thanh. Đồ chơi. Hình tròn. Và mặt trăng. Mặt trăng. Sao nhìn nghe trung thu đấy nhỉ? Đèn ông sao à? Nghe trung thu. Hay, à đèn ông trăng à? I am dog, bánh trung thu. I am dog, bánh trung thu. Không, có một cái chữ là moon cake, nhưng mà anh nghĩ là cái chữ cake trong cái hoàn cảnh của bánh trung thu nó không hợp ấy. Tức là cake để chỉ, anh thấy là để chỉ những cái loại bánh mà kiểu nó giống kiểu như là cái bánh gato ấy. À? Thì nó hợp lý hơn ấy. Chứ còn phải có một cái từ khác ở cho bánh trung thu. Rau muống xào thoi. 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 À, rau muống xào tỏi. món này là món đi nhậu đấy có này. Ừ, món đi nhậu là có này, mình đang ăn ngoài kia. Hóa ra là rau muống xào tỏi. Trời ơi. Hôm trước đăng lên fanpage ấy, kiểu đi hôm đấy đi ăn mà gọi món này mà không ai biết. Thôi, sao thế đủ rồi. Ok, bây giờ mình sẽ về với lúc nghiêm túc nào. Đây là bạn, nhắc lại đây là biệt danh của anh là Sơn Sirius. Anh rất nghiêm túc và rất nghiêm khắc với mọi người. Hôm trước anh vừa bị trừ lương vì đến muộn sao. Hôm nay anh không dám nữa đâu. À, ok, tiếp theo là mình làm gì Sơn nhỉ? Để mình xem list xong. Hôm nay các bạn còn nhớ mà list có những cái gì không? Kiểm tra bài cũ. Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Góc kiểm tra bài cũ, một từ mới mà bạn đã học được trong bài học ngày hôm qua là gì? Comment ngay nhé! Rồi, các bạn còn nhớ một từ hoặc là một idiom nào vừa học không ạ? Ừ. Buổi hôm qua. Đó, các bạn comment nhé! Rồi, và tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Mình giải trí một chút nhé. Ừ. Như ban đầu ấy thì mình có chia sẻ là anh Kỳ và chị Thúy cũng đang phụ trách một cái mà gọi là một cái course mới đi, một cái mới course mới trong hệ sinh thái FO, đó là speak out là cuộc thi MC của trường báo em ạ. Okay, speak out, I'm sorry, đó là speak out. Thì các bạn cũng có thể tham gia nhóm ấy tên là gì ạ? Tên là speak out Gen Z ngại chi nói, tức là dành cho các bạn trẻ để chúng ta có thể gọi là tự tin giao tiếp hơn. Mà các anh em biết rồi đấy. Bây giờ tưởng tượng bây giờ Sơn ạ, em đi tán một bạn nữ mà em thích mà em không biết nói gì chẳng hạn. Ui giời. Lúc mà chẳng em ngồi im xong mà hướng lội. Sơn là người hướng lội không nói chuyện. Đấy, thế là không ổn rồi đúng không? Hướng nội hướng ngoại, ai cũng có quyền tự tin và ai cũng có quyền yêu. Lớp này không chỉ dạy mỗi tán gái như các anh em nhé. Thậm chí dạy cả tán trai hoặc có thể dùng rất nhiều trong cuộc sống. Đúng không ạ? Literally là nó là cái dành cho mình cái kỹ năng public speaking ấy. Public speaking đúng không? Hay một cách đơn thuần là nói trước người khác ấy. Nói trước người khác thôi. Hoặc là giao tiếp. Tôi dùng là giao tiếp cơ bản vì đây là một cái phương tiện gọi là kết nối lâu đời nhất kể từ khi Homo sapiens biết tạo ra âm thanh.
Đấy, đúng không ạ? Cho nên là cái việc dàn nó bây giờ là nó phải lên một tầm cao mới rồi. Và ngay bây giờ chắc là giải trí một chút đi với lớp học Speak Out. Đây, đây là cái video mà chị Trịnh Vân Anh, Trịnh Vân Anh chị có chia sẻ về những cái tips, những gọi là những cái tips mà khi mà MC mà bị ngạt sự mũi, cố ngạt mũi. Ừ, hoặc là cho những bạn nào sau này kiểu public speaking ấy. Ví dụ đang... hôm đấy lên đại học mà phải đi thuyết trình học đại học môn speaking chẳng hạn. Mà thuyết trình nhưng mà mình bị cúm, ngạt mũi. Đúng là mình là người gọi là phải thuyết trình vì mình không làm slide hay là mình không làm nội dung chẳng hạn. Đấy. Lúc đấy rất là tệ, đúng không? Bây giờ xem mà chị Vân Anh giải quyết thế nào. Giới thiệu cho mình một chút là đây sẽ là giảng viên chính của lớp Speak Out chúng mình và chị đang là đã từng là á quân của cuộc thi cầu vồng, cuộc thi MC của VTV mùa đầu tiên của VTV. Đấy, và chị ngoài ra chị cũng đang là một giảng viên gọi thỉnh giảng của trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đấy, và ngày hôm nay xem là đấy cũng là một MC song ngữ nữa, chị cũng rất là giỏi tiếng Anh, cho nên là bây giờ hãy cùng xem chị sẽ xử lý thế nào nhé. Các bạn có nghe thấy tiếng video không? Mọi người có nghe thấy không ạ? Mất sao rồi à? Mất sao? Ôi trời. Sao thế nhỉ? Mất sao là sao? Là sao ta? Là sao? Mất sao là sao? Ừ, mất sao là sao? Không nghe thấy à? Thì mình thử bật một cái video khác xem nhé. Thử bật một video khác xem nào. Ừ, đây là một video mà có lẽ là hoàn cảnh các bạn ai cũng đã từng trải qua. Mọi người có nghe thấy không? Nghe tiếng của em thôi, không có tiếng video. Video này cũng không nghe thấy không? Ạ? Ồ, tiếc nhỉ. Lỗi trục trặc về kỹ thuật rồi mọi người ơi. Lại trục trặc kỹ thuật rồi. Thì mọi người có thể theo dõi lại cái video này ở trên kênh TikTok. Ở kênh TikTok của chúng mình cũng tên là Speak Out nha các bạn. Đấy, Speak Out. Hoặc là bạn có thể vào là Speak Out, ship trừ tự tin giao tiếp. Đấy, các bạn có thể vào xem, có rất là nhiều những thử thách khá là fun dành cho các bạn. Quay tiếc quá các bạn không được xem hết. Thế là ngày bây giờ tiếp theo thì mình sẽ cùng làm gì ta, hay là biết tiếp tục với một thử thách nghe. Cầm lông lại các bạn có comment là muốn làm nghe thêm đúng không? Đúng, muốn làm nghe thêm. Bây giờ mình sẽ đến, mình có thể gọi là nâng level nó lên đi. Không, thật ra là cái này cũng không level lắm. Nhưng mà được cái nó dài hơn, nó mới có nhiều gọi là booby trap đúng không? Nào, lên đi em. Mọi người chuẩn bị giấy bút và nghe nhá. Chuẩn bị giấy bút và nghe nào, chuẩn bị 3. I start with a thing that I will divide my life into two stages. First is paying to go to school. And second is learning and getting paid by your boss, by your job. So when I have divided my life into two phases like that, I see no difference, no disappointment, no struggling between the transitional falling point, graduation, job change, promotion, opening my new company, failure, unemployment, and then repeat. All are different subjects that I have to learn to deal with. And I already define myself as a lifelong learner. So defining myself as a lifelong learner is the biggest achievement of mindset that I have acquired at the age of 30. That I want to share with you as a motivation. Rồi, mình cùng nghe lại thêm một vài lần nữa nhé, để cho các bạn chắc chắn ra đáp án. Cho một lần nữa thôi. Khi mà luyện ấy thì mình cũng thường nghe đi nghe lại nhiều lần để tự trách. Những cái chỗ nào mà mình chưa nghe rõ thì mình sẽ tự trách lại đúng không? Bây giờ mình sẽ nghe thêm một lần nữa để một để... hoặc hai. Một. Thôi dành cho hai lần thôi, ưu tiên hai lần thôi. Thì mình nghe lại nhé. Lần nữa. I start with a thing that I will divide my life into two stages. First is being to go to school, and second is learning and getting paid by your boss, by your job. So when I have divided my life into two phases like that, I see no difference, no disappointment, no struggling between the transitional falling point, graduation, job change, promotion, opening my new company, failure, unemployment, and then repeat. All are different subjects that I have to learn to deal with. And I already define myself as a lifelong learner. So defining myself as a lifelong learner
is the biggest achievement of mindset that I have acquired at the age of 30 that I want to share with you as a motivation. Wow, bạn đã học được. Đỉnh quá Job ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Yo! Đỉnh quá Job ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Yo! Đỉnh quá Job ơi, Trang thật sự sắp 10 giờ tới nơi rồi, cố lên nào cả lớp ơi. Yo! Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Admin nhiệt tình quá. Nhiệt tình quá. Admin cao hứng quá. Vừa rồi thì đấy, mình brief lại một chút về cuộc trò chuyện này. Tức là mình thấy là các bạn comment rất là nhiệt tình và có vẻ là bài ngày hôm nay cũng không phải là bài này là còn không phải quá khó đúng không nào? Đấy, và thêm một cái nữa là mình thấy các bạn comment là rất nhiều đáp án là cũng khá là trùng với cả những đáp án mà của chúng mình. Và mình thấy là bài này thì nó cũng ổn. Tuy nhiên thì mình hãy lưu ý một số những cái adding sounds. Đúng rồi. Như mình anh Kỳ đúng không? Trong cái lúc mà mình anh Kỳ quên chuyện một mic thì có chia sẻ về cái câu chuyện là mình đi thi IELTS. Thì hôm đó mình đi thi IELTS tâm thế rất là tự tin. Rất tự tin. Đúng lúc đầu thì bài... mà mình ngày nào mình chẳng nghe tiếng Anh. Đúng, vì listening là cái phần mà người ta tự tin nhất nhưng cũng là những cái phần người ta dễ chết vì tiếc nuối nhất. Ví dụ như rất là đấy. Đề thi bây giờ đi ra ấy thường có những cái trap. Ví dụ như một bài multiple choice thì nó nói một dãy. À, đáp án A đây rồi. Nhưng nó cho thêm liên từ but. Đúng. However. Thì đáp án có thể nó lại nằm ở vế đằng sau. Đúng rồi. Đó. Nó thường là như thế. Rất nhiều những cái trap mà đôi khi hoặc là có những cái lỗi rất ngớ ngẩn. Ví dụ như là đấy. Ôi, câu bài nghe ra cái từ failure rồi nhưng mà lại viết bố nó thành chữ U ở trước, chữ A đằng sau. Đúng rồi. Rất nhiều lần hoặc là đấy. Hoặc là Sơn đã chia sẻ một cái lỗi mà đến chính anh cũng đã từng mắc nhé. Nghe ra là 30, tức là nghe con số rất nguy hiểm nhé. Nghe là 30, nhưng viết vào là thành 13. Đấy, và thường ấy thì mình sẽ còn viết, khi mà nghe ấy, là mình thường viết chữ, viết số ấy, là mình thường viết thành chữ đúng không? Đấy, và đấy cũng là một cái mà mình phải double check rất là nhanh luôn ấy. Và mình phải, thậm chí nhé, có một kinh nghiệm nữa đó là ghi mẹ con số ra trước, ghi con số ra trước. Ghi con số ra trước đi, mình ghi luôn một con số đấy ra trước đi. Và mình phải nhớ à đây con số gốc ở đây nhá, từ lúc viết vào mình phải cẩn thận đấy, chứ mình chứ còn đừng để chết những cái lỗi như vậy vì đó là cái lỗi cực kỳ đáng tiếc luôn. Mình cũng mất một câu là có thể tụt một ban khi mà nó chấp chới, tấp hẳn một ban luôn, có thể nó là quyết định cái địa điểm ban của bạn là 8 này hay là 7.5 này. Mà thường nghe là cái mà mình theo nghe là cái kỹ năng mà mình cảm thấy tự tin ấy, là gỡ điểm nhất vì là nghe thì đấy, nào là nghe nhạc này, nghe phim này, xong tối là nào cũng xem AFO này, tối nào xem AFO này, ngồi chém
đánh tiếng Anh với bạn nghe bao nhiêu rồi mà một vài mà bây giờ bài nghe của IELTS mà không làm được điểm tốt thì nó cũng thì đó là câu chuyện khi mình thi IELTS, câu chuyện thực tế thôi, là mình nhầm 13 và 30. Còn đó. Câu chuyện của mình thì đấy, mình viết sai thứ tự từ, mặc dù là và là còn không phải chỉ một câu mà tận hai câu lận. Hai câu lận. Phí. Nào. Bây giờ thì mình sẽ cùng quay lại với lại cái challenge hôm nay nhá. Ok. Bây giờ mình thấy các bạn comment đáp án rất là nhiệt tình ý. Ok, bắt đầu câu 1 nào. Lúc nãy các bạn có để đọc lại một lượt đi, đọc lại đáp án các bạn. Đọc lại đáp án một lượt đi xem nào. Chúng ta bởi coi. Vì thấy phần này các bạn có vẻ là dễ hơn các bạn. Chỉ là đề bài này nó hơi dài một chút thôi. Ok, bắt đầu từ câu 1 đi. Đáp án ở đây thì mình có là stages. Có bao nhiêu? Leo stages này. Stages. Ok. Stages có nghĩa là stages thì nào? Con trường stages. Ok. Stages. Ok, câu có dễ rồi. Câu này dễ. Không dễ nhầm lắm ấy. Không dễ nhầm quá rõ rồi. Nhưng câu thứ 2 này. Stage, bởi vì là stage thì thêm S gì thì nó khác biệt stages. Easy. Câu thứ 2 mới khó này. Để em show lên, show cái show cái bài đấy lên đó. Show cái bài lên cho các bạn. Nhưng câu thứ 2 là anh thấy sẽ khá rất nhiều người vì dễ nghe nhầm và phải anh cũng nghe nhầm. Nhưng phải anh cũng nghe nhầm luôn. I started to think that I will divide my life into two. I started to think that I will divide my life into two. Divided. Two stages. Đấy, các bạn cái câu này quá dễ luôn về nghe được stages. Two. Thì cũng có thể đoán là stages bởi vì two. Và two đúng rồi, số đấy. Nhiều. Nó con số như thế là quá dễ rồi. Nhưng cái này mà ông nào mà còn nhầm nữa thì cũng hơi hơi phí đấy. Thì cũng gọi là chắc là tiếc đứt ruột luôn. Đúng rồi, tiếc đứt ruột luôn đấy. Tức là mình đúng là nghe là một chuyện nhưng mình phải để ý. Mình phải để ý những cái mà ít nhất là ba từ gần nhất. Cái chữ đấy. Ít nhất là ba từ gần nhất. Nào, tiếp tục là câu số 2 nào. Số 2 là first is paying to go to school and second is learning and getting paid by your boss. By your job. So when I have, I have. Đoán. Bây giờ đoán là bây giờ mình sẽ phải. Now into two phrases. Cái từ này quá dễ đoán rồi. Có động từ have rồi này. Mà đằng sau là một danh từ ấy. Là một danh từ. Xong lại còn có một cái ngữ cảnh nữa là two phrases. Vậy thì cái gì two phrases nào? Nó chỉ là tách ra đúng không? Tôi. Thật, bài này cũng rất là dễ đoán. Ừ, dễ đoán. Đây, ví dụ này, dịch tiếng Việt này. Vì vậy khi tôi ba chấm cuộc đời thành hai phần, thành hai giai đoạn. Cái gì thành hai giai đoạn? Mình đọc đáp án nhé. Giang Nguyễn divided. Đúng rồi, ok. Thủy divided. Ok. Quan, Quân Dương divided. Divided. Giang Nguyễn divided này. Cũng có, câu này cũng không là khó các bạn rồi. Không là khó các bạn lắm. Vì thường nếu như hôm trước mình nghe nhầm mình divide, ghi đúng divide thôi. Mỗi mình bị lửa cay thế nhỉ. Ok. Tiếp theo này. I see no difference. No difference. No struggling between the transitional falling point. Okay. Now, I see no difference. Bây giờ no No difference. Difference. Tức là difference là danh từ, vậy thì đằng sau thì nó cũng là danh từ. Nó cũng là một dạng danh từ nữa. Giờ nó còn một word form. Giờ thì nó bây giờ cùng xem nào. Vân Hồng Phạm achievement. Còn ai nữa không ạ? Đinh Chi disappointment. Disappointment. Giang Nguyễn disappointment. Còn ai không nào? Phan Hà disappointment. Rất nhiều đáp án là disappointment. Thủy disappointment. Thế là từ đây là có hai luồng đáp án đúng không? Hình như là có hai luồng đáp án. Không, có mỗi một đáp án của bạn Vân là achievement là lạc loài thôi. Còn đã có Vân và các bạn còn lại. Vân và các bạn còn lại chia làm hai phe. Các bạn còn lại là disappointment. Thì xin chúc mừng những bạn nào mà đánh là disappointment nha. Bạn Vân phải chép phạt cho mình nha. Cool boy hôm nay hơi bị nhập tiền học đấy. Cool boy disappointment. Chắc chắn bằng nhìn cái tên cool boy này là biết là sau này là tương lai là 8 chấm rồi. Trộm vía. Ok. Mình quên chưa ghi đáp án lên trên màn hình cho các bạn này. Hai đáp án rồi. Đáp án ghi luôn liền hai đáp án được không em? Kiểu. Câu 1 là gì ạ? Một cái là stages đúng không? Stages. Câu thứ 2 là divided. Divided. Câu thứ 3 là disappointment. Disappointment. Ok, bây giờ ba đáp án, các bạn cùng check lại nha. Đây. Đây là ba đáp án của ba. Một, stages. Thứ hai, divided. Thứ ba, disappointment. Ok. Các bạn có bạn nào đúng cả ba câu chắc là nhiều rồi. Rồi, chắc là nhiều rồi. Ok, câu thứ tư nào.
Bây giờ là tiếp theo này. Between the transitional falling point, graduation, job change, blah blah blah, opening my new company. Woo. What? Admin Thúy thử đọc đáp án giúp em được không? Câu các 4. Bạn chọn thì cái đáp án là gì ạ? Câu 4. Promotion. Tiếp còn gì nữa không Thúy? Các bạn đa phần chỉ nói Promotion. Thế thì chúc mừng các bạn nhé. Promotion quá dễ. Promotion. I started with the thing that I will divide my life into two stages. First, I started with the thing that I will divide. Okay, mình đọc tiếp này. Falling points, graduation, job change, promotion, opening my new company và blah blah blah, unemployment, and then repeat. Whoa, what? Promotion. Promotion. Ôi thôi, xóa bát đáp án trên đi em. Được rồi, các bạn cũng nghe được rồi. Xóa bát đáp án trên đi. Rồi, ok, promotion. Câu 4 là đáp án promotion. Câu 5 này. Đọc lại câu đấy nhé. Đọc lại nào, ok. Graduation, job change, promotion, opening my new company. Blah, blah, blah. Cái đoạn này anh Hoàng nói thì hay, hay có hay. Nhưng mà nó đang chưa coherent về word form ấy. Đúng rồi. Ví dụ nhé, graduation này. Danh từ. Job change, danh từ. Promotion cũng là danh từ này. Danh từ. Và chỗ này opening menu là động từ. Nó là một cụm động từ thì các bạn. Về ý là daily conversation thì cái này nó cũng không quan trọng lắm, nhưng mà khi mà mình thuyết trình hay là mình làm nó thành một bài remark ấy, thì mình nên là cho nó cùng một dạng word form. Chỗ này mình có thể đổi thành company opening. Company opening cũng được. Company expanding. Operate establishment. Establish. Đó kiểu thế. Thì nó sẽ cùng một word form. Nó là danh từ, các cụm danh từ đi với nhau. Nhưng đây là một bài thuyết trình, một bài nói, và anh ấy cũng khá là freestyle. Anh có lẽ anh không chuẩn bị trước đâu. Còn đây là một cách anh freestyle thôi. Cho nên là thì cũng ấy một chút cũng được, cũng không sao cả. Nó cũng nó vẫn giữ nguyên được cái ý nghĩa. Đấy, nào ok, tiếp tục nào. Câu số 5 thì đáp án ở đây thì sẽ là gì? Câu số 5. Failure. Giang Nguyễn, failure. Failure. Còn bạn nào có đáp án nữa không? SOS, May. Ui, thì Giang Nguyễn đúng bây giờ, đúng cái cần hết, đúng hết rồi này. Thủy, failure. Còn ai nữa không? Thử lướt xuống dưới xem còn bạn nào. À, Đinh Chi, failure. Ê, con bò này typo nhá. Con bò typo từ divide nhá. Failure, con bò failure. Oh, failure. Rất nhiều bạn ra đáp án failure. Thế đáp án là gì anh Kỳ? Đố anh biết. Anh thấy đấy là một sự thất bại. Anh thấy bản thân mình là một sự thất bại khi anh không thể nói ra đáp án là failure. À, câu 5. Xin lỗi. Câu 5 em ơi. Câu 5. Failure. Failure. It's a such failure. Such a failure. Trap thôi các bạn. Mình chỉ trap thôi. Câu 5 là đáp án là failure. Ok. Mình sang câu 6. Câu 6 nào. All are different subjects that I have to learn to deal with. And I've already defined myself as a lifelong learner. So defining myself as a lifelong learner is the biggest push blah, blah. Of mindset. My of mindset. Achievement. Đáp án là gì hả bạn Admin? Achievement. Còn ai không ạ? Nãy giờ vừa thấy toàn có những gương mặt thân quen thôi. Toàn những gương mặt thân quen, cho một gương mặt nào lạ lùng một tí đi. Giang Nguyên, achievement. Achievement, toàn achievement thế này, bảo là sai thì cũng không được đâu. Ok, achievement, ok, Sơn lên đi em. Lên cho các bạn một đáp án đi. Chỗ này achievement có S không ạ? Cho các bạn cơ hội cuối cùng ạ. Achievement có S hay không ạ? Ừ, đúng S thật đấy. Không. Bây giờ đúng rồi, cái này cũng phải cân nhắc kỹ đấy, vì là cái này có thể tìm được. Có rất là cay nhá. Đây là một cái lỗi có thể xảy ra và anh cũng đã dính rồi. Cũng không phải là ít lần. Achievement đôi khi thêm một chữ S thôi là quyết định luôn là có điểm hay không đấy. Đấy. Có không ạ? Đây là biggest. No. No. No way. Không có S hay khủng, có hay khủng? Có khủng. Thế có thủy tự tin trả lời là không có. Đoạn này có thể suy luận được, đoạn hoàn toàn có thể suy luận được. Ừ. Ở trên defining myself mình chỉ lần trêu thôi, trêu các bạn tí thôi, ai chả biết is này. Ừ. Động từ là is thì đằng sau phải là danh từ ít rồi. It's the biggest achievement.
Achievement. Được chưa nào? Achievement. Câu số 7. So defining myself as a lifelong learner is the biggest achievement of my mindset that I have, blah blah, at the age of 13. Oh no, 30. 30. 30. Acquired. Khuôn boy acquired. Giang Nguyễn acquired. Acquired. Từ này khó đấy. Từ này cũng... Từ này đôi khi chỉ cần thiếu đi một chữ thôi là cũng là mất luôn điểm rồi. Từ này có thể nhiều... Em từng typo cái chữ này ấy. Ừ. Bởi vì hay bị quên cái một chữ ấy. Đúng rồi. Let to see. Em hay quên chữ đấy. Đúng rồi. Acquired. Các bạn hôm nay xuất sắc quá nhỉ? Đến cái bạn này là khá quá ta. Bài khá mát, phải cho bài khó hơn. Ừ, bài này hơi dễ. Mai tôi sẽ cho các bạn nghe bài của Adele. Nếu như nghe bài đấy thì thôi anh xin phép mai không làm. À, thực ra thì anh cũng đã nghe rồi và thực sự là người ta là người Anh. Người ta là người Anh đó mọi người. Người ta là người Anh nha. Và hình như quê của người ta đã sinh ra và lớn ở London. Là một trong những cái nơi phải gọi là có một cái tiêu, đấy là một cái ngôn ngữ tiếng Anh tiêu chuẩn ở đấy. Nhưng mà không hiểu tại sao chị lại... Chắc là sao tốc độ chị nói nhanh quá. Chị hack speed quá. Bản địa mà, người bản địa quen rồi. Ok, câu 7. Và tôi cảm thấy thương thay tôi cảm... Các bạn ơi, trách hậu ác đã bán ác viết đúng typo chưa? Maybe là ác có thể viết sai chính tả đấy. Thì các bạn kiểm tra kỹ nhé. Thì ai cũng quyền sai rồi mọi người. Ai cũng quyền sai mà ai cả cũng sai đúng không? Đấy. Thật ra bài này mình cho các bạn không chỉ nhằm mục đích là luyện nghe đâu. Hay là luyện phản xạ nghe hay là cho làm quen với lại bài TIL Listening. Mà dựa vào những bài này đấy, các bạn có thể học nhiều thứ khác này. Ví dụ như là có thể là có một số những cái gì đấy gọi là self-help, gọi là tự giúp bản thân mình một chút. Thứ nhất này, ví dụ như là các bạn nhìn vào bài, các bạn có thể biết được cái cách hành văn ấy, cái hành văn của các speaker như thế nào, hay là cách sử dụng các động từ này, danh từ này, cách liên kết với nhau để thành các câu phức hay là các câu ghép với nhau ấy. Ngoài ra thì không chỉ nó không chỉ dừng ở từ vựng này, ngữ pháp này, mà các bạn có thể dùng nó như là một cái material để không chỉ luyện nghe nhé, mà các bạn có thể có thể dùng để đưa vào speaking. Sao? Đúng rồi, nghĩa là các bạn có thể nhại lại. Có thể nhại lại. Repeat cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Để người ta gọi là, tiếng Việt gọi là trích dẫn thôi em. Không, tiếng Việt gọi là trích dẫn. Có một cái keyword cho cái kỹ năng đó mình không nhớ. Nhưng mà đã. Nói chung là các bạn có thể trích dẫn lại, đúng không? Ý em là như thế. Nhưng trích dẫn hoặc là các bạn có thể nói nhại lại theo người ta ngay lập tức thì các bạn có thể luyện được cả phát âm của mình ấy. Cách hành văn. Ví dụ nhé, mình nghe này. Đâu rồi? Help me, SOS. I start with the thing that I will divide my life. Xong là mình có thể nói luôn. For example, anh ấy nghe đến đâu? Đúng rồi, đó là shadowing. Thank you, em biết thế. Đó là shadowing. Thì ví dụ, anh ấy nói đến đâu này? Ví dụ, I started to think that I will divide my life into two stages. First is paying to go to school. Mình không chỉ học bằng cách nghe người ta nói, mình có thể cải thiện luột luôn cái bài phát biểu của người ta. Ví dụ chỗ này người ta chưa sử dụng nhấn nhá nhiều, chưa sử dụng stress hay là intonation trong câu nhiều, thì mình có thể khắc phục lại bằng đúng cái version của mình. Ví dụ trong câu 2 thì có những cái từ mà nó carry cái main idea của câu đó. Ví dụ như là first này, thứ hai là paying to go to school. Paying for school thì ví dụ anh ấy đang nói một cách rất là đều đúng không? Monotone thì mình có thể nói lại, ví dụ như là first is paying to go to school, kiểu thế. Đây là cách nhấn nhá các bạn ấy mà. Intonation, stretch trong câu. Và cái speed ở trong cái speaking ấy nó cũng rất là quan trọng. Để cho, thứ nhất là cái người giám khảo người ta có thể vừa đủ để nghe mình. Và thứ hai là mình nói vừa phải thì mình sẽ không bị vấp và không bị cái phần pronunciation của mình nó sẽ không bị gọi là có vấn đề. Với cả mình không bị cuống quá. Không bị cuống. Vì cứ mỗi lần cuống là mình sẽ, thứ nhất là quên từ. Tệ hại nhất rồi. Vấp một cách tệ hại luôn là như thế. Mình không trôi là mình đã mất điểm rồi đúng không nào? Và khi mình có thể làm chủ được cái bài nói của mình ấy, thì tất cả các yếu tố khác trong bài, như lúc đầu em có nói là có bốn cái tiêu chí ấy. Fluency coherence này, lexical resources này, grammar này, và pronunciation. Thì một khi mình làm chủ được bài nói thì vô hình chung thì mình có thể làm chủ được cả bốn kỹ năng đó, bốn cái tiêu chí đó. Thì vô hình chung là cái bài, cái overall result của mình ấy, bài speaking ấy, nó sẽ cải thiện thêm. Đó, có thể là như vậy. Ok, có lẽ đến phần tiếp theo dành cho các bạn là gì, bây giờ cũng đã gần 10 hay là,
kiểm tra bài cũ nhé. Lại kiểm tra bài cũ nhiều thế. Kiểm tra bài cũ nhiều vậy em. Góc kiểm tra bài cũ. Một từ mới mà rất may là Sơn không phải là gì? Giáo viên. Comment ngay nhá. Nhưng mà em mang tư duy của một giáo viên. Góc kiểm tra bài cũ. Một từ mới không biết là mọi người thế nào nhưng mà hôm qua là gì? Sơn mà là một giáo viên chủ nhiệm của một lớp, đặc biệt là còn dạy tiếng Anh nữa, thì cái việc kiểm tra bài cũ nhiều thế này không biết là học sinh 20 tháng 11 tặng bạn được cái gì, tôi không biết được. Maybe là ảnh gì. Ảnh meme nhỉ. Ok. Đó. Hôm nay mình học được khá nhiều rồi đúng không? Các bạn có thể comment lại giúp mình những gì mình đã học được ngày hôm nay. Mình narrow down lại nhá. Là bài cái phần chia sẻ của thầy Tùng này về chủ đề đói. Những từ nào mình dùng để miêu tả trong cái topic là khi mình đói, I'm hungry, quá no more rồi đúng không? Cái từ gì mà như kiến bò trong bụng ấy, như kiến cắn. Có bạn nào nhớ không ạ? Các bạn comment đi ạ. Các bạn có nhớ không? Có nhớ không nào? Chép phạt nhá. Kiểm tra bài cũ nhiều thế này thì không biết là xem có bạn nào comment chưa? Phan Hà trong học này, package, Trịnh Quang Trường, crave for something, have a craving for, thèm cái gì, thèm thuồng đúng không, thèm thuồng, như anh Kỳ có chia sẻ trong cái bài hát của Hương, của Văn Mai Hương, của Văn Mai Hương đúng không, crave. Package, crave. Crave, rồi hơi đói, hoặc là I'm so hungry, I can eat a horse. Okay, cái đấy cũng là câu cách khá là funny đúng không, mà nó cũng khá là native language, nó cũng là một là native đúng language. Rồi, đúng rồi. Package. I'm so hungry, I could eat a horse. Đấy, Leo dùng này. Còn gì nữa không? Đồng nghĩa với ngon là gì ạ? Đồng nghĩa với ngon là gì nào? Yummy! Đồng nghĩa với ngon là gì? Trả lời. What the hell, bro? What the hell? Đồng nghĩa với delicious là gì ạ? Lớp trả lời ạ. Đồng nghĩa delicious là gì đây? Đồng nghĩa với delicious là gì? Là gì đây? Là gì? Là gì đây? Bạn đã comment chưa? 5, 4, 3, 2, 1. Mouth watering. Chưa bạn comment đúng không? Đếm ngược này. 5, 4, 3, 2, 1. Chép phạt nhá. Trịnh Quang Trường. Scrumptious, delicious, succulent, delectable, savory. Cái từ savory này cũng hay này. Delight, yummy. Từ này nghe cute đúng không? Từ này rất đáng yêu. Đinh chi, delectable. Thường dành cho trẻ con dùng ấy, cũng khá là dễ. Có một từ bắt đầu bằng letter A mà lúc đầu admin Vân có nói ấy. Có bạn nào nhớ không? Anybody 5, 4, 3, 2, 1. Không ai nhớ à? Nhớ đi ạ, phải nhớ. Phải nhớ. Ôi thế luôn, nếu như anh Sơn cứ nhìn thẳng mặt như thì đúng là nếu như mà anh không muốn nhớ, anh cũng phải nhớ ấy. Nhớ anh đi. Nhìn thấy cái mặt của Sơn này. It starts with letter A. Come on, it's to start with letter A. Lớp phó lớp rồi. Đi học với hay lớp, các cán bộ lớp à? Cán bộ lớp là sẽ bị nhè đầu, hỏi trước. Đó từ appetizing. Appetizing. Các bạn thử viết đi để uptick xem các bạn viết đúng chưa nào. Chính là cái từ appetizing. Là trời, Leo, appetizing. Appetizing. Giá Nguyễn em chịu, giá Nguyễn chấp phạt nha. Tí tôi sẽ kiểm tra trong nhóm. Cái từ appetize chính ra là một, cũng là một cái bạn thắng Lê chơi cả tiếng Nhật luôn ạ. Bạn thắng Lê chơi từ gì? Itadakimasu. Itadakimasu là hiểu là nói đầu bữa ăn hay sao ấy? Là chúc ngon miệng. Là chúc ngon miệng. Cho nên là bạn Lê thắng là cũng sai rồi. Còn nếu như mà sau bữa ăn của người Nhật ấy là Ochiko sama desu, cảm ơn vì bữa ăn đâu ngon. Là sau khi ăn xong. Tức là kiểu khi mà ăn ngon rồi ấy. Là Ochiko sama desu, tức là kiểu họ phải cảm ơn mình bữa ăn ngon. Chứ còn cái mà là chỉ là chúc ngon miệng thôi, còn món ăn có ngon hay không tôi không biết. Wow. Bây giờ nhá, chơi một trò này đi. Là chơi trò gì đây? À, trong khi mình phát cái video, à không, thật ra video này nó cũng cần các bạn tập trung ấy. Thôi bây giờ mình cho các bạn countdown các bạn 20 giây ấy. Các bạn lên fanpage. Cho các bạn 20 giây lên fanpage và tìm từ cái từ gì trước này ấy nhỉ? Anh hay là rẻ quá. Cái cụm đó thì mình có những cách diễn đạt nào tương đồng trong tiếng Anh không? Anh hay là rẻ quá. Thì tiếng Anh mình có thể dùng. Có một cái từ rất là đơn giản ấy. Đó là từ act. Diễn ấy. Mày diễn quá. Act.
You act stop up. Stop acting. Đừng có ra trẻ nữa. Stop act up so. Anh hay ra vẻ quá, bạn ra vẻ quá. Ra vẻ quá. Bớt diễn đi. Đây là một từ đây là một câu nói viral của anh Lee Min Ho Đồng Lai, Lê Dương Bảo Lâm trong chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm. Các bạn tìm ra chưa? Stop acting. Anh hay ra trẻ quá. Hôm nay có một từ ấy. À có một cụm, cái cụm này nó cũng không thực sự, nó chỉ mang sắc thái nghĩa là gần tương đồng thôi. Đó là put on air. Tức là nghiêm túc là gì? Không có nghĩa là cảm giác như là bạn ấy consider bạn ấy là superior ấy, kiểu cảm giác hơn người khác ấy. Tức là cảm giác thượng đẳng đúng không? Đúng rồi, ra vẻ là ta đây hơn người khác ấy. Oh. Đó, để mình mở lại fanpage cho các bạn xem nhé. Hôm nay mình không kết nối được với lại cái điện thoại với lại livestream bởi vì mình sợ nó sập. Thì nó có cái cụm mà put on air, có nghĩa là ra vẻ kiểu ta đây, ra vẻ ta đây, ta hơn người, kiểu thế. Put on air. Đây, các bạn có thể lên fanpage và check cái bài này. Đâu rồi? Đây, check bài này. Em share vào comment cho các bạn. Chắc nhờ admin Thúy share lại link bài này nhỉ? Share link bài này vào trong comment. Show cái này không nhìn thấy. Đó, thì có một số bạn comment những từ như sau này. Hoặc là nếu như những fan chân chính của AFO chắc chắn sẽ biết. Hay là thử xem các bạn YouTube, trên YouTube đấy chưa nhỉ? Trên YouTube các bạn đã comment được từ nào chưa? Put on air, admin. À, chị Môn Trường đã được put on air này. Rồi, để áp tìm nha. Pretend. Một từ khá quen thuộc đúng không? Giả vờ đồ, làm bộ, làm tịch. Pretend. Stop pretending like you don't know. Pretend. Nhớ là trọng âm rơi vào âm 2 nhé. Và ending sound là pretend. Tiếp theo, có một cụm idiom khá là hay. Mà khi mà, ví dụ nhé, nãy em nói nhầm ấy. Nãy em show nhầm cái đáp án câu 4 với câu 5 ấy. Okay. À câu 5 với câu 6 ấy. Mà em lờ nó đi, kiểu ra vẻ là kiểu không biết mình làm sao mà mình giấu đi, giấu giếm thì vẻ không kiểu không có gì đâu, alo ủa có gì đâu, kiểu thế. Đây là mình đang mang một cái slang của Việt Nam thành tiếng Anh khá là hay, cái cụm này khá là hay, anh xin phép đọc nhỉ. Đó là cụm gì ạ? Butter won't melt in one's mouth. Tức là bơ sẽ không chảy trong mồm. Tức là kiểu đây là mình cố gắng mình giấu đi cái đúng rồi. Mình đang ngậm miếng bơ ấy, có thể đang ăn vụng ấy, nhưng mà mình đã cố gắng giấu nó đi nhưng mà nó lại chảy ra mất. Hay là Việt Nam có cái từ mà ăn vụng mà không biết chùi mép ấy, kiểu như thế. Nhưng mà cái cụm này thì cũng khá là hợp lý khi mà để nói cái câu ăn dè dè quá, kiểu dè quá. Nói chung nó để là một cái là đang kiểu đang dối trá về một cái gì đấy. Làm sai mà không biết gì đâu, gì đâu, không biết cái gì đấy, không biết, không nhớ. Trường hợp đó mình dùng cái gì ạ? Ăn dè dè hoặc là butter won't melt in one's mouth. Ok, để mình ghi lại lên đây cho các bạn nhé. Bơ sẽ không chảy trong mồm đâu. Butter won't, không phải one đấy, không phải one đấy. Won't là won't, won't. Không phải won't đấy. Wouldn't. Đấy. Thế là won't. Wouldn't. Melt. Melt. Không phải smell. Melt in one's mouth. Won't. Đó thì này, cái là cái cụm mà mình làm sai, ví dụ. Không biết gì đâu, không có nhớ. Không nhớ. Không nhớ. Không biết, không biết. Thì là đúng. À, viết ra chính tả, trời ơi. Xin lỗi, nhưng cái bàn phím này mình chưa quen lắm. Butter won't. Wouldn't melt in one eye's mouth. In your mouth, nên là kiểu không biết, không có nhớ. Không nhớ nữa. Không có nhớ. Yeah, like butter wouldn't melt in your mouth. Kiểu nói một giọng kiểu nó chế nhạo một tí. Đúng rồi. Yeah, right. Just like butter wouldn't melt in your mouth. God damn it. Cũng này. Act. À, tính à, động từ. Act. Diễn đi cơ bạn. Yeah. Động từ diễn đi. Là, yes. Đừng diễn nữa. Đừng. Yeah, stop putting yourself on air. Okay. Còn từ nào khác ạ? Em thấy các bạn comment cũng khá là nhiều ấy. Các bạn có một số từ rất là hay đấy. Có một số từ rất là hay, có thể là bạn dùng, có một bạn comment là make color. Cái gì nhỉ? Khá là Việt đúng không? Thì là you show off all the time. À, cái này cũng khá show là off. Show off là thể hiện, nhưng mà nó thể hiện theo một cách khá là tiêu cực, tức là kiểu một cách thái quá gọi là kiểu mình có một nhưng mình nhưng mà mình kiểu expand nó thành kiểu 10 ấy. Kiểu ví dụ như là anh có một bạn sơn đây, anh bảo là có 10 bạn như sơn nữa cũng đang là Apple chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hôm nay có một bạn comment ra một từ rất là hay mà hôm nay em mới biết từ này. Ồ đây này, đây là ostentatious. Ostentatious. Đây là một động từ. Đây là một động từ để phải nói kỹ nghĩa của từ này cho các bạn đấy. Đây, tiếp nào.
ostentatious. Đây. Em cũng chưa thuộc cách viết. O, mình đọc này. O S T E N T A T I O U S. Ostentatious. Chọn âm lượng là 3 nha các bạn nhé. Ostentatious. Thì đây cũng là một cái từ nó khá là sát đấy, khá là sát với cái khá là sát với cái từ này. Cái pronouns. Đây là một tính từ. Nói chung là để chỉ những người mà kiểu hay thể hiện quá đà. Ừ. Hay thể hiện quá đà. Thì cái từ này có thể được dùng trong bài writing thì cũng rất là tuyệt vời. Vì là một anh nghĩa như vậy hoặc nhưng là nhưng mà không biết writing có bài nào mà nó tiêu cực như thế không? Không, dùng từ này có thể, có thể, maybe, có thể. Có thể thôi. Vì là thường sẽ có một bài viết về một cái quan điểm gì đấy. Ừ. Của một số người thì có thể sử dụng một từ này được. Ostentatious. Đấy, anh. Đấy cũng là lần. Có comment động từ là ostentate. Ostentate. Oh. Ostentate. Trên quảng trường post, đúng, chính xác. Post. Từ này kiểu diễn ấy, cũng giống giống với từ act, post giống với từ act. Ôi, các bạn Thành Duy này cũng comment cũng kiểu amazing này. Đây này, you are acting a bit condescending hoặc là patronizing. Ôi, patronizing. Ôi, từ này đỉnh ấy. Từ này đỉnh. Đấy. Condescending, viết luôn hai từ này lên cho các bạn. Có thể lên fanpage nhá. Lên fanpage và lướt comment nhiều lắm. Dưới thôi. Bài này ngay bài thứ hai. Ôi, boastful. Ôi, he's so boastful hoặc là conceit boastful. Kiểu boastful kiểu khoác lác ấy. Từ này có khoác lác, từ khoác lác hoặc là conceit. Cái từ này nó hơi không đúng lắm, nó hơi kiểu lừa đảo, đúng không? Nó kiểu lừa đảo. Cái từ này hơi nặng, còn boastful là hợp lý. Đó. Thì hôm nay các bạn học được một số từ rất nhiều từ. Không biết bạn nào ghi được chưa nhỉ? Để xong rồi chủ bản cho ad mượn cái. Các bạn học được rất nhiều từ về. Về. Anh đã dễ quá. Dễ dễ quá. Các bạn nhớ nhá. Ừ. Mai admin sẽ kiểm tra lại. Có bạn, các bạn đã kịp ghi lại chưa? Nếu chưa thì tí nữa ad sẽ pin lại cái link bài viết đó ở trên box chat nhé. Và các bạn có thể lên đó xem lại. Hoặc có một cách đơn giản hơn là don't flatter yourself, tức là đừng tự ảo tưởng về bản thân mình. Đấy, đừng có tự lừa dối mình như thế. Mày cũng không đến mức thế đâu. Đấy. Patronize cũng là một từ hay. Cái từ patronize cũng là một từ dễ dùng. Patronize. Em thấy từ đấy nhiều người dùng ấy. Từ nhiều người dùng mà. Ôi, còn cái từ gì à? Show offy. Show offy. Một bạn comment show offy. Có một bạn comment là you are always shining yourself. Out paint too much. Out là ra, đi ra. Tức là không paint, phải. Paint là vẽ. Nhưng mà đáng là nếu có dấu gạch ở đây thì outpaint tức là kiểu phác họa mình một cách quá đà ấy. Tức là kiểu tô vẽ bản thân mình một cách quá đà ấy. Các bạn ấy đang dùng Việt list đấy. À, đang dùng Việt. Ra dẻ, ra, out là ra này. Paint là vẽ. À, vẽ, à. Vẽ. Bạn này chắc là có thể là cùng quê anh Thắng. Ra dẻ. Ra dẻ quá à. Đó, đấy, you, hoặc là có cái cụm gì. You are always shining yourself. Là tự làm sáng bản thân mình. Kiểu khoang lác ấy, kiểu giống boastful. Chém gió. Chém gió. Cái từ don't flatter yourself mình thấy là cũng là hợp lý và dễ dùng nhất. Đấy. Chứ còn cái từ có một số những từ khác thì mình có thể dùng một cách văn hoa hơn. Còn nhưng mà đừng để cho người ta hiểu chẳng hạn. Đấy. Rồi hôm nay mình học được khá là nhiều ấy. Và bây giờ cũng có một hôm lúc đầu mình có chia sẻ về một cái video mình rất là thích, đó là video của chủ nhân bản hit Waka Waka. Ừ, đúng rồi, như thế. Và ngay bây giờ thì Chị Sakira có chia sẻ về những cái tầm quan trọng của giáo dục. Trong thời đại như này ấy. Thì mình học được rất là nhiều, không chỉ về cái quan điểm của bạn của chị ấy đâu, mà đúng là người bản ngữ nói sử dụng mình không đề cập đến từ vựng nhé, mà cái cách hành văn và những cái pausing ấy và những cái chunking ấy. Chunking là có nghĩa là các bạn ngắt nghỉ đúng chỗ này, và ngắt nghỉ đúng chỗ và sao nhỉ, nhấn nhá vào những cái keyword hay là những cái main idea mà mình muốn truyền tải. Thế là cái đấy nó sẽ làm cho bài nói của mình hấp dẫn hơn và khiến cho người ta chú ý rất là nhiều. Vì là tưởng tượng một bài nói mà kéo dài 5 phút mà 5 phút cái nhịp độ nó vẫn đều với nhau ấy, sẽ không đọc lại được cái gì cả, đúng không ạ? Đôi khi chúng mình cần chậm lại một chút và chúng ta nhấn vào một cái từ quan trọng. Đó. Và cái này thì các bạn sẽ được học trong cái lớp Speak Out. Đúng rồi, tất nhiên là như thế. Và cái này cũng phải học rất là nhiều nha, kể cả trong giao tiếp bình thường hay là nói phát thanh trước nhiều người. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là chị Sakira aka vợ cũ của Pique, mẹ của hai người con, sẽ có thể là thể hiện bài nói của mình như thế nào. Xin mời các bạn. Các bạn đợi mình một chút nhé, lùng nó có vấn đề một chút. Ok. Oh damn. Damn. Các bạn đợi mình một chút nhá. Waka waka e e wa. Tamina mina. Cứu tôi đâu rồi? Waka waka e e tamina mina sankare wa. Không, mình nhớ là mình có kéo vào rồi, nhưng mà
Nó đâu nhỉ? Thì kéo lại được không em? Trong lúc mình tìm thì các bạn lại comment lại các từ liên quan tới anh là dễ quá à đi. Thì comment lại chúng ta cùng học với nhau chẳng hạn đúng không? Tại sao lại không nhỉ? Một lần nữa nào em. Đây rồi. Và Sakura. Good morning, Your Highness, Excellencies, friends and colleagues. I would like to thank you for the opportunity to be here today. It's also an honor to join forces with Educated Child, an organization led by a woman who is an amazing role model, a woman who has shown such relentless dedication to getting every child in school. This is such an exciting day for us because it marks the beginning of a new era in my home country, Colombia. Most of you may know me as an artist, as an entertainer, and that's indeed my calling and what I've been doing since I was 13 years old. But I never would have imagined when I started out that my work as an artist would end up being the vehicle for me to serve my greater purpose in life of working towards eradicating poverty through the power of education. As a Colombian citizen, inequality is a concept that sadly one becomes very familiar with at a very young age. It's a country like many others in Latin America where a few have a lot have almost nothing, and where if you're born poor, you will almost certainly die poor. Where people don't access equal opportunities. And because of that, generation after generation after generation live trapped in the same vicious cycle fed by prejudice and inaction. Growing up in my country when I was around 8 years old, I remember I saw kids my age who instead of being in school were already working in the streets, were barefoot in the park, kids like me, whose reality was completely different than mine, only because of the circumstances into which they were born. It was really hard for me to accept that something so unjust didn't have a solution. There had to be something that could be done. So I often asked myself why the adults around me were so resigned to the fact that these kids, who were just like me, or even their own children, were living in a parallel reality so different and so cruel. As Kofi Annan put it, poverty is intolerable in a world of plenty. So as soon as I had some success, the first thing I wanted to do was to invest as many resources as I could into what later would become the most meaningful project of my life, working for children. So I set out to find a team of people who dream big and worked hard and thought like me to help me right the wrongs that I had witnessed throughout my entire childhood. And that's when our foundation, the Barefoot Foundation, Pies Descalzos Foundation, was born. I knew, and I was only 18 years old then, but I knew that I wanted to focus on children and improving their lives. But I didn't know where to start. So I really felt that I needed to learn what the roots of inequality and low social mobility were. So I decided to study the reasons why children were working in the streets, or why some children were being recruited by the violent organizations like the paramilitary or the guerrillas. Why were so many children suffering from chronic malnutrition? And I realized that most of the issues that children face in my country had and have a common denominator, the lack of access to quality education. To me, it became crystal clear that education was the surest way to give all of these kids the best fighting chance of improving their circumstances in life, because education is the great equalizer.
When I started building schools in Colombia, we chose the most remote areas, areas where there was literally nothing. No infrastructure, no paved roads, no electricity, no potable water. And we decided to build in those places, but not only build schools, but state-of-the-art schools. Schools with comprehensive models that included ECD programs, school feeding programs, parent and teacher training. And another very important part is we decided to engage the government as a strategic partner and made it nearly impossible for them to say no to doing their part by showing them results through our holistic model that really proved to work. We noticed that as soon as a school is built in those places, everything is transformed. The improvements to the infrastructure were jaw-dropping. Electricity, potable water were made available, made accessible. Roads were paved. Malnutrition plummeted. But the best part of all is the academic results. The kids really, really responded academically. And now those kids who could have been recruited by the guerrillas or paramilitaries, or that could have had a completely different outcomes for their lives, they're now on their way to the university and thriving in their communities. Some of them are athletes, some of them are professionals. That's why it really is a thrill to work for education. That's why I'm so passionate about it, because I've really seen results that are as palpable as this podium. And seeing all these success stories that have a name and a last name has been one of the most rewarding things I've done in my lifetime, even more so than winning Grammys, I think. Now, now, that said, our work is far from being done. Many, many developing countries are still rife with inequality and internal conflict, and there are a lot of kids who still need to be reached. History is not only the past. History, it's made every day in the present. And what matters now is how we go forward and how we fix what's wrong. And that is the real challenge. This is the goal of the SDGs and what people like Her Highness and myself and so many more of you who are adamant about achieving are here for. Facts don't lie, and numbers show what an incredible return on investment a quality education provides. For instance, if all students in low-income countries left primary school with basic reading skills, 171 million people could be lifted out of poverty. Systemic change often begins from the bottom up rather than the top down. The government must take responsibility, and we should all put as much pressure as we possibly can, but the rest of all, the civil society, should also do their part. What we have discovered, both at Pies Descalzos and Educated Child, is that many times only one single barrier to entry, such as no access to transportation or basic needs like a functioning bathroom, can prevent a kid from attending school or even put them at risk of dropping out. Sometimes all it takes to change a child's life is the security of a hot meal in school or the ease of being able to hop on a bus that will leave you safely at your classroom's door. It's as simple as that. And these are simple interventions, and they don't cost a lot. The biggest effort really is in mapping the communities, in going door to door, searching for the out of school children, talking to the parents, talking to their families. Giving a name and putting a story behind these children is the first step to start rewriting their story. Over the next 3 years, we pledge to get 54,000 kids who are out of school or at risk of dropout into the educational system. Ultimately,
More than 295,000 people will benefit from this project, including children, teachers, families, and community members. New schools and classrooms will be built. School kits and uniforms will be distributed. Children will be enrolled in school, feeding and transportation programs. Teachers will be trained in strategies and in how to identify those students who are at risk so they can receive psychosocial support. And we are extremely confident that this partnership is only the beginning and will be the model to replicate throughout my country until not a single child is out of school. This is our responsibility. Thank you. This is our responsibility to our children and our debt to fulfill for the generations to come. Thank you very much. Ok, và vừa rồi là chúng ta đã vừa đến với cái bài chia sẻ của chị Sakira về chủ đề education chúng ta is important. Đúng rồi. Và mình có nốt lại được một số từ rất là hay ấy. Từ đầu tiên này, đó là the strategic partner. Đây là một từ được sử dụng khá là nhiều, không phải khá là nhiều mà rất là nhiều trong các bài báo, các news về chính trị hay là kinh tế. Nói chung là những vấn đề lớn của xã hội đều có này, có thể là một số bài báo, một số báo cáo nghiên cứu khoa học về xã hội học cũng dùng, hay là thậm chí là những cái báo cáo cả về quân sự các thứ đều dùng những cái này và được nhắc đến rất nhiều ở, nếu như bạn nhớ ở mùa 7 Live in Australia, cái cụm từ này cũng được xuất hiện rất là nhiều. Vì là mình là người làm sắp và mình rất nhầm từ này rất là nhiều, cho nên là mình luôn ấn tượng với cái từ này. Bây giờ Sơn giải thích cho các anh. Strategic là đối tác chiến lược. Đối tác chiến lược. Chúng ta có một số cụm khác như là comprehensive, comprehensive đối tác toàn diện. Đối tác toàn diện. Đối tác toàn diện. Bây giờ bạn nào bây giờ hay xem thời sự, bây giờ nêu cho tôi một số đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Rất dễ nhá, cái này cực kỳ dễ luôn. Và đấy, có thể là comment vào cho nó vui cũng được. Rồi, các bạn có thể comment ở box chat nha. Mình đi đến từ tiếp theo này. Chị Sakira có một sử dụng một từ mà rất nhiều buổi trước đã được học. Đó là assess. Assess. Đây, chị nói là shortage of access to, có nghĩa là thiếu đi, thiếu sao nhỉ, một thiếu tiếp cận đi. Thiếu đi cái phương, thiếu đi cách tiếp cận, những cách tiếp cận bla bla đó đấy. Thì cái cách sử dụng cái từ access này thì mình cũng đã giải thích trong các buổi live stream trước rồi. Với tư cách là động từ ấy thì access sẽ đi luôn với danh từ, ví dụ access education, I access education by bla bla bla, nghĩa là tôi tiếp cận được với giáo dục thông qua những cái phương thức này. Hay là nó, khi mà access, nó là một danh từ, thì nó thường đi với cụm ấy, cụm danh từ collection, có nghĩa là have access to, I have access to education, bằng với I access education. Đó, các bạn nhớ nhá, hai cụm này thường là nhiều bạn lẫn đấy. Rất nhiều bạn lẫn, và nếu như mà khi mà ghi, mới viết được cái này vào phần writing của các bạn, mặc dù sau khi nghe bài này xong, mình nghĩ rất là ngầu. đầu tiên ấy, cứ khi mà mình viết ra một từ gì, hay nghĩ rằng khi mình viết ra từ đấy cảm giác rất là ngầu cái đó. Còn nhưng mà đúng sai cũng phải tìm hiểu cho kỹ nhá, đừng để gọi là dùng không đúng với trình độ của mình là bị gọi là quê, đúng không nào? Tiếp theo là một cái từ mà mình cũng phải hỏi lại Sơn, mình cũng khá là quên cái từ này, đó là từ gọi là comprehensive, không, cái từ này circumstances anh nhớ rồi, còn comprehensive là từ anh quên, anh hỏi em mà. Comprehensive nó đồng nghĩa với từ forward, có nghĩa là ví dụ nhá, bạn comprehensive reading này có nghĩa đọc một cách sâu, hoặc là comprehensive cover, có nghĩa là độ bao phủ rộng, sâu rộng. Tức là nó giống như kiểu như là mình để chỉ, ví dụ mình đang nghiên cứu một cái gì ấy chẳng hạn, đúng không, có thể dùng trong nghiên cứu hoặc là có thể chỉ về một cái vấn đề toàn cầu, ví dụ như là cái từ, ví dụ như là một cái sự kiện, ví dụ như là kiểu bảo vệ, có kiểu bảo vệ môi trường chẳng hạn, đang rất là toàn cầu, có thể dùng cái từ này rồi mình cũng ok, khá là ok, đúng không nào? Đó là về comprehensive. Comprehensive xuất hiện khá là nhiều trong linguistics, đặc biệt là trong mấy bài reading cũng rất nhiều cái từ comprehensive trong này. Ngôn ngữ học ấy, trong ngôn ngữ học rất là nhiều, học một cách comprehensive kiểu thế. Nó được, bạn nào học ngôn ngữ Anh ấy, thì thường sẽ gặp từ này rất là nhiều đây. Đây, hoặc là chúng ta làm bài thi IELTS thì mình nghĩ rằng là mình đã, khi mà luyện về reading là một này, listening là hai, cái từ này cũng xuất hiện rất là nhiều. Comprehensive reading. Mà đến ngày hôm nay mình vẫn phải hỏi lại Sơn. Tức là kiểu mình biết nó
nó xuất hiện, từ này rất quen, mình có thể viết viết lại từ này không biết bao nhiêu lần nhưng mình vẫn luôn quên nó. Có thể là vì là không biết các bạn nào có giống mình không, nhưng mà đôi khi mình ghi lại cách dùng mà Sơn vừa giải thích nha. Có gì thì mình vẫn có thể hỏi ở ngay trên fanpage cũng được, cũng giúp anh em gọi là sao nhỉ, mãi mãi ghi nhớ, ghi nhớ thật lâu và ghi nhớ thật là sâu, đúng không nào? Okay. Tiếp theo còn hai từ nữa, hai từ mà mình có thể nốt lại là hai. Thứ nhất là từ circumstance. 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 Nhưng mà trong là circumstances. Circumstances. Cái từ này thật ra nó cũng không có gì đặc biệt, nó bằng với lại situation. Situation. Có nghĩa là các trường hợp, các tình huống. Tình huống. Nhưng mà mình có thể sử dụng từ này để nâng ban điểm IELTS writing của mình với đảo ngữ. Đảo ngữ. Hôm trước mình có nhắc cho các bạn đảo ngữ với từ only đúng không? Only by, only in this room can I blah blah. Chỉ trong phòng này tôi mới có thể làm cái nào cái kia. Thì với circumstance cũng thế. Nó có một cái cấu trúc sao nhỉ? Đảo ngữ, ví dụ in no circumstances, chẳng trong trường hợp nào cả, ví dụ in no circumstances do I love her like I was before kiểu thế. Đó thì nó là một cái cấu trúc sẽ đảo ngữ làm cho cái công văn của mình nó advanced hơn ấy. Nghe nó bản ngữ hơn, nghe nó kiểu nghe nó đây cũng là một hơn. Thay vì chúng ta sử dụng các câu đơn bình thường đúng không? Hoặc là các câu diễn tả bình thường, I cộng với động từ, cộng với lại tân ngữ. Thì đây, cấu trúc in no, hay là in every circumstances. In every circumstances. Mình đảo ngữ nó lại. Đảo ngữ thì lại. Vô hình cho cái câu văn của mình nó advanced hơn. Đó cũng là một cách để paraphrase lại câu đấy. Đây, không chỉ paraphrase, trong IELTS nhé, không chỉ paraphrase lại từ vựng, mà còn cả pha lại câu và cấu trúc. Đó thì đây là một trong những trường hợp đó. Và từ còn lại mà mình muốn nhắc đến là cái từ viết tắt IPS. What does it stand for? Intrusion Prevention System. Đúng, tức là nói chung là hệ thống phản vệ. Hệ thống phản vệ. Nói chung là nó cũng là một cái... Về cơ bản thì hệ thống phản vệ nó là một cái cách tự vệ của một số những cái phần mềm hay một cái tổ chức gì, một cái hệ thống nào đấy. Ví dụ như là có thể hiểu, ví dụ Facebook là hệ thống chống hacker. Có thể hiểu là như thế. Và chống cái việc, một việc xâm nhập hoặc là đột nhập vào một cái file dữ liệu của một tổ chức nào đấy để có thể lấy thông tin. Và cái hệ thống phản vệ này là có tác dụng là bảo vệ, hay là về cơ bản hơn là diệt virus. Đấy, thế thôi. Còn về... Có một từ hai trong cái cụm này, đó là từ intrusion. Intrusion có nghĩa là xâm lấn, xâm chiếm, xâm nhập. Cái từ này ví dụ như ở miền Tây ấy, miền Tây nước mình, thường vào đến mùa hạn hán ấy, thường sẽ có hiện tượng là nước mặn xâm nhập. Thì cái từ intrusion này cũng được sử dụng trong trường hợp đó. Salt water intrusion. Hoặc là mình có thể cái từ này nếu mà là danh từ là intruder, tức là những kẻ xâm lược, đúng không? Đúng rồi. Lại như có những nước nào mà gọi là intruder với nước mình thì không cần phải nêu ở đây. Mình đã học ngôn ngữ của chúng nó. Đó thì intrusion, xâm nhập, xâm lấn. Xâm nhập. Hiện tượng nước mặn xâm nhập. Salt water intrusion. Đó. Intrusion. Circumstances với cấu trúc đảo ngữ. In no or in every in cộng với một trạng ngữ đằng trước, in every or in no circumstances, cộng với lại trợ động từ could I, do I, did I, blah blah. Còn một cái từ nó khá thú vị là từ gorillas. Đấy là một cái từ mà mình theo những cái gì mình biết khi mà xem những cái phim tài liệu thôi, thì hồi trước một số những cựu lính Mỹ đã dùng cái từ gọi là Vietcong gorillas. Mình biết được đấy là một cái từ chơi chữ để chỉ con khỉ đồ đấy. Đấy cũng là chỉ những cái chiến sĩ của nước mình về cái lối đánh du kích đấy. Đấy, và họ đã dùng cái từ này là Vietcong gorillas, trước thì là dùng để gọi là chia diễu và chấm châm biếm, nhưng mà sau này lại được dùng để gọi là thể hiện một sự kính phục đối với cả cái chiến thuật của nước mình. Và trong cái trường hợp này thì mình dùng là như thế nào hả sơ? Trong trường hợp mình hiểu như thế nào? Em đoán cái trong cái trường hợp này thì chị Sakura sử dụng với mang cái nghĩa như là enemy. Có thể là enemy. Hiểu theo kiểu maybe conflict hoặc kiểu sao nhỉ, hai trạng thái đối lập với nhau ấy. Đây là một cái enemy. Đây là, nếu như bạn nào chưa biết thì đây là gorilla, là một cách chơi chữ với gorilla, tức là con khỉ đột ấy, khỉ đột châu Phi ấy. Đấy, con khỉ mà trong Tắc Giang ấy, bạn nào xem Tắc Giang thì sẽ biết được cái loài này. Đấy, đúng không nào? Đấy, vừa rồi là một số từ mà Sơn đã cất công viết lại để chia sẻ thêm các bạn, vừa về cách dùng này, vừa về gọi là cách để mình gọi là làm thế nào cho nó ngầu hơn. Sơn cũng đã về ấy rồi. Nói chung là tất cả cũng chỉ mong là anh em điểm cứ trên 8 chấm là được rồi. Đấy là điều ước mơ lớn nhất của Sơn. Đấy. Hôm nay mình đã đi qua khá là nhiều chủ điểm nội dung ấy. Chủ đề này. Có chủ đề đồ ăn này, có chủ đề về giáo dục này. Giáo dục này, có chủ đề cả về đi on the go cùng hành vi này. Lại còn có cả gọi là
skill này, các kỹ năng từ time management, rồi là còn rất nhiều những kỹ năng khác nữa. Thì hy vọng là mọi người hôm nay không chỉ học được mỗi tiếng Anh không, mà mình còn học được những kỹ năng khác để mình phục vụ chính cuộc sống của mình. Đấy, và có trong đó có cả kỹ năng nói nữa, đúng không nào? Và nếu như mà kỹ năng nói của các bạn mà muốn nâng cao hơn thì hãy cứ theo dõi Speak Out, là một lớp học dạy về nói trong hệ sinh thái của IFO. Và sẽ có thêm những cái thông tin khác về lớp học chúng mình sẽ chia sẻ với quý vị các bạn. Đấy, đây là một trong số những trường hợp của các bạn. Sinh viên viết trình bài nhóm tiểu. Mày làm đi. Mày làm đi. Ôi mày thuyết trình đi. Tao sợ đám đông. Tao hướng lộ ý công chúng. Mày làm đi. Tình chắc đó là một trong những tình huống mà đã từng gặp phải khi mà đứng trước những buổi thuyết trình, đúng không nào? Nếu như có những kỹ năng để cho tự tin hơn trong giao tiếp, thuyết trình tự tin hơn thì bạn có thể mở rộng cơ hội của mình, phát triển khả năng của mình. Chỉ cần là tham gia khóa học của SpeakOut trong hệ sinh thái của IFO sẽ giúp cho bạn có thể đối mặt và vượt qua được những nỗi sợ tâm lý đó. Khóa học SpeakOut, một khóa học mới trong hệ sinh thái của IFO, sẽ mang đến cho các bạn một cơ hội để có thể mở rộng khả năng của mình trong lĩnh vực giao tiếp, cùng tìm hiểu về những cơ hội giao tiếp và cùng tìm hiểu những khó khăn bạn có thể gặp phải và tìm cách vượt qua nó cùng với chúng mình. Và bên cạnh đó thì các bạn còn có thể tự tin thoải mái đứng trước đám đông, thậm chí là trở thành một MC và diễn giả chuyên nghiệp. SpeakOut là một khóa học rất đặc biệt bởi vì không chỉ mang đến những lớp học đơn thuần, chúng tôi sẽ còn mang đến bạn những loại hình tương tác cực kỳ mới lạ để có thể thấm nhuần kiến thức, cho bạn cơ hội được thực tập và giao tiếp một cách tự tin nhất. Với lớp học của chúng tôi thì không có những cái buổi học thông thường mà còn được tương tác trực tiếp với những KOL, những MC truyền hình nổi tiếng. Không chần chờ gì nữa mà thân thử. Đừng bỏ lỡ cơ hội này để tham gia 15 slot đầu tiên của khóa học này các bạn nhé. Rồi, ok, vừa rồi là một số những cái tình huống mà chúng mình gọi là parody thôi, về những gì bạn có thể gặp khi mà đi thuyết trình. Đấy, đùn đẩy nhau rồi lên nói lại còn sợ nói vấp. Đấy, rồi chưa kể đây chị Trịnh Văn Anh cũng có một video chia sẻ là MC mà bị viêm họng nghẹt mũi thì phải làm thế nào. Khi MC bị nghẹt mũi thì sẽ thế nào? À, xin chào các bạn, với những ai mà làm công việc là nói trước đám đông, làm MC, làm diễn giả thì chắc chắn là một trong những cái bệnh sợ nhất đó là cúm và bị ngạt mũi cũng như bị viêm họng. Và Vân Anh thì bị combo tất cả những cái thứ đấy mấy ngày hôm nay. Và thực sự là với giọng ngày hôm nay nếu mọi người nghe này cảm thấy rất lo lắng cho mình, đúng không ạ? Và thực ra nếu như mà sau này chúng ta trở thành một người dẫn chương trình hay một người dùng tiếng nói nhiều thì chắc chắn sẽ có lúc mà bạn phải nói trong cái tình trạng bị cảm cúm, bị viêm họng, bị ngạt mũi. Và lúc đấy thì phải làm như thế nào? Chắc chắn là rất là nhiều người cảm thấy băn khoăn, đúng không? Nhưng mà mình vẫn đi dẫn suốt mấy ngày vừa qua với cái giọng như vậy. Nhưng mà đây là khi mà mình dùng giọng thông thường. Còn nếu như bây giờ phải dẫn, đây sẽ là giọng mình dùng khi dẫn. Và tất nhiên nó sẽ không đạt được 100% giống như giọng của mình bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng sức này, khi mà chúng ta có kỹ thuật vào thì ít nhất là các bạn sẽ nghe được tròn vành rõ chữ hơn và bớt đi một chút cái âm nghẹt mũi. Tuy nhiên với một số âm như là âm N chẳng hạn là chúng ta phải để lên mũi thì vẫn nghe một xíu xíu nghẹt. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta lại còn có thêm sự cộng hưởng của micro, của âm thanh nữa thì giọng của chúng ta cũng sẽ có sự hỗ trợ và hoàn toàn là chúng ta vẫn có thể nói được, vẫn có thể dẫn được, vẫn có thể chia sẻ được và mọi người không cảm thấy rằng là quá phiền lòng với cái giọng của bạn. Tuy nhiên để có thể làm được điều đó thì chúng ta sẽ cần sự rèn luyện, bởi vì khi phải nói như thế này trong điều kiện là mình đang bị ốm thì thực sự là rất mệt. Phần chia sẻ nữa của đấy, vừa rồi là một phần chia sẻ nữa của chị Trịnh Vân Anh. Đấy, nói chung là khi mà trước khi nói nhiều tình huống xảy ra lắm, và làm thế nào để nói tự tin, làm thế nào để mình có thể gọi là gây sức hút với người khác. Đấy, tán trai tán gái cần, đúng không? Tán trai tán gái cần là cái chắc rồi. Đấy, cho nên là bây giờ thì lớp học của Speak Out Gen Z Ngại Chi Nói dành riêng cho các bạn để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thậm chí là dẫn chương trình, hùng miệng. Ở đây chúng mình sẽ đều có cả thậm chí là tranh biện cũng có luôn. Và mình hy vọng rằng là mà các bạn có thể gọi là tiếp tục theo dõi và chúng mình sẽ còn có nhiều những điều bất ngờ khác ở trong lớp học này mà sẽ bật mí các bạn sau nha. Hôm nay live stream dài quá rồi. Mai ông nào phải đi học, giờ đi ngủ đi. Mai tôi phải đi làm. Mệt vãi. Đấy, rồi, hẹn gặp lại các bạn chắc là trong ngày mai. Ngày mai các bạn nhớ vào học nha, và tôi sẽ có chương trình gì ạ? Chương trình gì thì mai nói. Chương trình gì ạ? Chương trình gì thì kiểm mai. Kiểm tra bài cũ. Thầy Sơn. Thầy giáo Sơn của IFO. Ok. Ok. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào livestream ngày mai. Các bạn có câu hỏi gì trước khi mình tạm biệt không? Hoặc là chúc bọn mình ngủ ngon cũng được. Mai đi dọn vệ sinh trên băng trường. Bye bye. Bye bye.
Phan Hà vừa đọc một chút comment các bạn. Cảm ơn các bạn đã dự phòng tới tận bây giờ này. Leo này, Trịnh Quang Trường này, Cool Boy này. Hey, chúc Quang Trường ngủ ngon. Ok, chúc mọi người ngủ ngon nha. Bye bye, Leo. Bye bye mọi người. Bye bye Doc. Bye bye Doc. Bye bye. Thôi rồi, bye bye Trần em Kim. Em bye bye mọi người, thế thì có phải đến sáng mai em rất nhiều bạn đang xem và mình rất là biết ơn các bạn vì là đã giữ sóng tới tận bây giờ và mình biết là có khi có một số bạn là bị phụ huynh ganh rồi nhưng mà vẫn cố ngồi xem. Nhưng mà không sao cả, đến giờ đi ngủ rồi thì mình ngủ thôi các bạn. Sao đổi màu này làm gì em, nhìn anh như bố già ấy. Ok, chào Ngọc Hoàng, chào chào Ngọc Quân, chào Lê Thắng, chào Leo, chào Giang. Chào mọi người. Bye bye. Creative producer Tada Lê. Producer Thanh Vân, Nhật Quang. Còn nháy lên, còn nháy không? Nháy đi nào. Host Tuấn Kỳ Lưu và Sơn Sirius. Có cái chế độ nháy không? Có mà. Mày ấn mà, không phải. Có chế độ. Thành Công, Đức Huy, Châu Giang, Nhi Dương, Hải Yến, Phương Mòi, Quang Trường. Content supervised by British Council. IELTS face off. Ông nào, it's time ông to viết sai tên tôi mà chấp phạt nhá. Chị Quang Trường viết sai tên tôi. It's time to study IELTS. Bye bye. Kamsahamnida, kamsahamnida. Kamsahamnida, kamsahamnida. Chuột đâu? Ê, cái gì? Ơ, vẫn đang live à? Không tìm thấy chuột. Không tìm thấy chuột. Bye bye lại lần nữa. Này còn live không? Còn vẫn live bye bye mọi người. Tôi không tìm thấy chuột. Này lần này chắc chắn bye bye nhá. Ơ kìa, chuột đâu rồi? Chuột hết pin à? Chuột hết pin rồi, vẫn cả chuột hết pin.